Nhưng nói làm sao với vợ chồng họ đây? Một năm rồi chứ đâu phải mới đây. Tình trạng này kéo dài có nghĩa là cô chỉ tạo điều kiện làm lợi cho vợ chồng họ, chứ cơ sở của cô có chút lợi ích nào? Nga cũng không quan trọng lợi ích, vì một mình bạn bán cũng không đủ làm giàu cho cô, huống chi không đủ nuôi cái miệng anh ta. Vấn đề ở chỗ cô thích lành, lại là người đồng hương với nhau, nên cô cố tình dung dưỡng, chứ Nga biết, làm kinh tế mà, nhẹ dạ là chết. Chiều cơm nước xong, chờ Minh về, Nga rủ ba anh cùng chồng ra quán cà phê gần đó. Để bản tính công việc, quán cà phê này cách cơ sở nhang khoảng 5 phút đi bộ. Quán có khung cảnh hữu tình và im ắng, có nhiều khu đặt bàn cách xa nhau, rất tốt cho việc bàn luận. Nga kể cho chồng và ba anh nghe về chuyện xảy ra hôm nay. Trong ba anh, Văn tính bộc trực nhất. Vừa nghe xong anh đã lớn tiếng liền: "Hôm nay cô mày nói tao mới nói, chứ tao ngó thấy thằng đó là chướng con mắt rồi. Nó chuyên môn hút thuốc ké anh em, đi bán về là dắt gói thuốc quăng trong phòng, rồi đụng gói thuốc của ai cũng lấy hút, mà nó hút như người ta muỗi, lúc nào cũng trên miệng phì phèo. Ai cũng buôn bán cực khổ mới có đồng lời, nó không biết chơi với người ta thì cũng không nên lợi dụng người ta mới phải chứ." Võ đế thêm: "Mà tao thấy cái thằng đó ăn dữ thiệt Nga ơi, ăn gì mà bằng 5-6 người cộng lại, nuôi sao thấu mày." Vũ cười khỉ: "Mấy chuyện đó cũng nhỏ, mà tư cách của vợ chồng thằng này cũng khó nói lắm. Quan trọng là tao thấy vợ chồng thằng này chắc không ở với con Nga lâu đâu, nhất là sau cái vụ này. Tụi bay để ý, nếu từ đây mà vợ nó lân la học cách đóng gói nhang và xăm soi công thức pha chế mùi màng, là chắc chắn nó có tham vọng tách ra riêng. Nếu rõ như vậy, tốt nhất là cho nó đi sớm, kẻo ở lại lâu ngày bất lợi cho mình." Mình yên lặng lắng nghe xong hỏi: "Chẳng lẽ đuổi thẳng cổ ra sao?" "Chứ sao, có kẻ mầm phản bội thì trước hay sau thôi phải diệt ngay trong trứng. Bởi vì nếu nó tách ra rồi thì những đứa có doanh thu nhiều hơn nó cũng sẽ lần lượt tách ra. Đến lúc đó vợ chồng bay trở tay không kịp nữa. Mà như Nga nói nãy giờ, người như vậy tiếc rẻ chi nữa bay. Nhỏ mọn, vụ lợi, tham lam, hồ đồ. Nó ở đây chỉ làm tổn hại cho mình thôi, nhưng cũng không nên manh động, để coi ngày mai nó xử sự ra sao đã. Kêu thẳng Vinh kiếm hàng cho kỹ. Hàng giấy, tiền vàng bạc tồn không được mang vào phòng, mà phải để ngoài gần đống nhang tồn. Có khả nghi thì lập tức báo, phải cho nó bí mật một lần mới chừa, hoặc là thay đổi để chủ lại, hoặc là biến." Nga nhỏ nhẹ: "Em biết phải làm gì rồi." Văn hấp một ngụm cà phê cười: "Một thằng thôi mà, quan trọng gì chứ. Mọi bữa dòm nó ăn, tao mắc ớn, tính nói với tụi bay hoài, mà mấy chuyện ăn uống cũng không đáng bao nhiêu nên thôi. Chứ người ta gì mà ăn y chang như heo vậy." Nằm cười phá lên ngặt nghẽo. Nga về, theo lời anh mình, cô dặn dò Vinh cẩn thận về mọi việc. Hôm đó vợ chồng bạn không ăn cơm nhà, có được 200 ngàn của Thúy, họ dẫn nhau đi ăn một bữa hoành tráng ở chợ Bến Thành. Bạt cũng thẳng thừng thừa nhận với vợ là lượm được tiền của Thúy, lành xanh mặt. "Vậy sao không trả lại cho người ta ông? Sợ, ngu hay trả?" "Nửa tháng lương của bà, chứ không phải chơi đâu. Bởi vì nửa tháng lương nên mới tội nghiệp nó cũng cực khổ như tôi vậy. Cháu ruột của bà chủ mà bà lo gì, bà sẽ cho lại nó. Nghĩ ra bà cũng sướng chết mẹ. Tiền bà kiếm được là nhờ vào mấy thằng chạy hàng như tôi thôi. Không có đám tụi tôi, bà làm ra bao nhiêu nhang để dành đốt cho cả dòng họ, chứ bán cho ai." "Ông độc mồm độc miệng quá vậy. Người ta có xe tải đi các tỉnh, chứ bộ trông mong vào ông sao? Ông nghĩ coi, ông làm lợi cho cổ bao nhiêu trong khi ăn uống như vậy. Tính ra trong những người chạy hàng ông sướng hơn ai hết, còn muốn gì nữa. Vậy mà bà cho rằng sướng đó hả? Sướng là khi được tự làm chủ mình kìa. Còn bây giờ phải lệ thuộc họ, phải nhìn sắc mặt họ mà sướng sao? Tôi tính rồi, họ chỉ cần tới 20% trên tổng số tiền tôi bán được thôi. Nghĩa là nếu tôi bán 1 triệu thì họ lời 200 ngàn. Ngồi không mà kiếm 200 ngàn ngon ơ. Chi bằng
Bây giờ mình tự mua nhà mua dầu giấy kiếng về đóng gói thì bà sẽ có 200 ngàn mỗi ngày. Tháng có 6 triệu, khỏi phải làm thuê làm mướn ai. Bà chỉ lo cơm nước cho mình tôi, còn bây giờ phải lo cho mấy chục đứa. Tôi cũng nóng ruột vợ vậy bà. Trời, ông nói nghe dễ quá, biết mua nhang ở đâu, mùi màng pha chế cách nào, ông biết ha? Thì học, bà chơi thân với con Nga làm gì, nịnh xuồng nó hả? Mai bà bắt đầu, dề lại coi cách thức đóng gói nhang, làm bộ gom mấy thùng mủ đựng dầu lại, để bán về chai, rồi gỡ mấy nhãn mác dầu về, đưa cho tôi. Mỗi lần mua dầu về, cổ xé nhãn đốt hết, có ai để lại đâu. Thì bà phải tìm cách lần la, hỏi địa chỉ chỗ bán dầu, sau đó tự tui mò. Người ta cũng bỏ ra vốn liếng đầu tư vô, chứ ông nói gì ngồi không mà ăn lời. Thôi mệt, nói chung bà không hơn tôi đâu, nghe lời tôi đi. Mình mần mọi họ cũng cả năm rồi, tình nghĩa thẳng thà tôi cũng trả xong, giờ phải tính cho mình. Nhưng giờ về tôi ngại với con Thúy quá. Ngại gì mà ngại, tôi nói không có lượng là không có lượng, đứa nào ngon thử kiếm chuyện đi. Trời ơi, ông làm ơn nhịn giùm tôi cái, muốn gì cũng phải chờ rời khỏi chỗ này đã. Rồi lành chuyển qua giọng buồn, nghe mà nói thằng Trung cũng được dì Tám thương tôi mừng, mà sao Tết nhất không thấy nó về gì hết trơn vậy ông? Thì chắc nó ăn Tết ở trển vui hơn, hay không chừng có bổ bịch gì ở trển rồi. Khi nào rảnh rỗi vợ chồng mình lên thăm nó một chuyến nghe ông. Bà đi một mình đi, tôi thề bỏ xứ đó rồi. Về tới hãng nhang, mọi việc đều bình thường. Bạt vẫn dương dương như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Lành vẫn ái ngại. Chị không hề biết Nga đã dặn mọi người dứt khoát không nên tỏ thái độ gì trước mặt vợ chồng Bạt. Bởi vì chiều nay Bạt không có ăn cơm nhà nên còn lại gần nửa nồi cơm. Mọi người nhìn phần cơm còn dư cùng nói lén Bạt rồi cười như nắc nẻ. Hôm sau nấu cơm xong, Lành lân la lại chỗ đóng gói nhang, theo dõi phương thức đóng gói của mọi người. Chị so nắn từng bó, rồi cũng bắt trước lấy dây thun giàng lại, sau đó thảy lên cân, xem có bằng bó nhang mà thợ đã cân không. Lành có dụng ý nên say mê làm, mọi việc không qua khỏi mắt Nga. Cô chán ngán khi thấy Lành Mai Nha có ý phản bội lại cái lòng thương yêu của mình. Không để cho Lành tiếp cận với nhang lâu, Nga kêu chị tranh thủ xếp áo để xe tải giao số lượng lớn. Lành tiếc rẻ đứng dậy nhưng không nghi ngờ gì. Hôm sau nữa, Nga kêu hai vợ chồng Bạt đến, cô nửa đùa nửa thật. Anh chị tính làm nhang hả? Lành hết hồn, đâu có, sao cô hỏi vậy? Tại thấy chị có ý muốn học đóng gói vậy mà. Thấy rảnh tính phụ thôi cô, tôi hứa với cô sau này không ở đây nữa. Làm gì làm tôi cũng sẽ không làm nhang. Nếu làm thì tôi sẽ ngày một lụn bại. Bạt trố mắt nhìn Lành, hắn chợt hiểu ý tiếp luôn. Ai nói với cô vậy cô? Cô không tin tôi cũng nên tin thẳng thà. Tôi sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với cô dượng. Nếu sai, khi chết sẽ không thấy mặt vợ con. Lành kinh hoàng nhìn chồng. Rõ ràng trong lòng họ đang có ý định làm nhang riêng, sao cả hai lại buột miệng thề bán mạng như vậy? Riêng Bạt hoàn toàn không nghĩ đến việc lời thề của họ hoàn toàn ứng vào số phận sau này của cả vợ lẫn chồng. Nga cảm thấy phần nào yên tâm trước hai lời thề như vậy. Nga thuật lại cuộc nói chuyện và lời thề của vợ chồng Bạt cho chồng và ba anh mình nghe. Vũ cười, thề nhanh quá, có nghĩa là họ không quan trọng lời thề. Nhưng thôi kệ đi, nếu như họ có tách ra riêng thì mình cũng không tổn thất gì lớn. Bây giờ vợ chồng bày cứ bình chân như vậy, đề phòng thì vẫn cứ đề phòng, nhưng cũng không cần phải quan tâm thái quá. Tuyệt đối không cho họ lợi dụng mình nữa là được. Còn họ làm gì là chuyện của họ. Nga nghe lời Vũ, tuy nhiên cô cũng không còn cảm thấy thương mến Lành như trước, mặc dù cô nghĩ Lành không xúi biểu chồng chiếm dụng tiền nhặt được của Thúy. Vợ chồng Bạt vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày, cũng không e dè gì về chuyện ăn cơm nhiều và uống đá chanh khi Bạt đi bán về. Cho tới một hôm, mỗi tháng Nga tính tiền gạo với cửa hàng của chị Lan một lần. Thường thì chị đến thu tiền vào buổi sáng, Nga đi chợ cho con gái cô trả tiền cho chị Lan. Cũng mấy lần con cô nói tiền gạo tăng nhiều
nhưng Nga không quan tâm lắm vì cô nghĩ có thêm người ăn thì gạo tăng là đương nhiên. Nhưng hôm nay Lan đến thu vào buổi trưa, thay vì trước đây mỗi tháng là 7 bao gạo 50 kg thì lúc sau này lại là 11 bao, tăng 4 bao. Nga ngạc nhiên, coi như lành ăn vào phần cơm dư của cả nhà, chả lẽ một mình Bạt mỗi tháng ăn 4 bao 200 kg sao? Vậy là mỗi ngày ăn cả 7 kg gạo sao? 7 kg, 21 lon, mỗi bữa ăn hơn 10 lon gạo, kinh khủng vậy à? Nga đưa mắt nhìn lành, đang đứng sớ rớ xem Nga trả tiền. Bắt gặp ánh mắt Nga nhìn, chị luống cuống, bỗng nhiên Nga thấy ghét, rồi không nể nang gì nữa, cô hỏi lành. Xài gạo hao dữ vậy chị? Lành bất ngờ chống chế, thì tôi nấu cũng bình thường vậy thôi mà. Mỗi buổi nấu dư cả 10 lon gạo đó, ai mà ăn dữ vậy chị? Cũng đâu thấy có cơm dư đâu. Mấy người đi bán về, họ ăn mạnh lắm cô, tại cô không để ý thôi. Thúy đang ngồi bệt dưới đất, dọc giấy kiếng đóng gói nhang, vốn ghét vợ chồng bà từ ngày hôm đó nên đốt chát. Thì thím cứ nói rõ là do ổng ăn nhiều là được rồi, đổ thừa cho ai nữa. Ai ở đây không biết mà bày đặt nói vòng vo. Lành ê mặt, Nga thấy chuyện cũng lỡ rồi, giờ có phanh phui chỉ đẩy họ xa mình thôi, nên trả tiền cho Lan về. Cô cũng không nhắc tới chuyện đó nữa, để tự Lành ái ngại. Giờ Lành khuất ra sau cô với nói Thúy. Bỏ nghe hôn, đừng có rêu rao nữa về ổng kiếm chuyện đó. Con vái à? Cho ổng biến khuất mắt để lợi ích gì đó cô ơi. Mà cô nói bỏ là bỏ, không được cái nhắc lại. Tối, Lành nói với bạn, hắn phát chửi đồng cố ý cho Thúy nghe. Mẹ nó, tao ăn uống gì, cấm mặt chó nào xúc xiểm. Đừng thế cả năm nay, tao chịu hèn chịu nhục, rồi coi thường nhen. Tao nể là nể mặt chủ, chứ đồ làm công thì mặt nào cũng như mặt nào, cả trớn cả cháo tôi đập vỡ sọ. Lành hốt hoảng bụng miệng bạt lại rên rỉ. Trời ơi, ông làm ơn im giùm cho tôi nhờ, đi tới đâu, có chuyện tới đó hả? Bạt gạt tay Lành ra, cứ nhịn hoài, cái đám con nít hỉ mũi chưa sạch cũng ăn hiếp được. Mẹ nó chứ, nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, chỗ này ở không được, thì đi chỗ khác, đéo có sợ quần nào. Lành giàu sẫu mình, không biết sáng phải đối diện với mọi người ra sao. Thì may quá, Nga đứng trước cửa phòng chị gọi. Anh chị Bạt có điện thoại, em anh gọi lên nói bác gái đang hấp hối, kêu anh chị về gấp kìa. Bạt bật dậy như lò xo, bước nhanh ra cửa hỏi dồn dập. Nó có nói gì nữa không cô? Tôi định kêu anh lên nghe điện, nhưng ảnh có vẻ gấp quá nên chỉ nhắn lại nhiều đó thôi. Ảnh đang ở bệnh viện, chuẩn bị đưa bác gái về nhà. Trời ơi, bây giờ mà làm sao về? Phà bác đâu mà về? Anh tranh thủ khuya đi sớm qua phà nhất. Chắc bác không sao đâu, anh chị đừng có lo quá. Bạt trở vào buồng, ngồi vịch xuống giường. Hắn tạm quên mọi thứ, chỉ nghĩ đến má ruột của mình. Trên đời này, ngoài vợ con hắn ra thì má hắn là người quan trọng tiếp theo. Còn cha mẹ vợ hay các em của hắn chỉ là hàng phụ thuộc, có hay không đối với hắn cũng không sao. 1 giờ sáng, Bạt nhờ Nga mở cổng, thì Nga cầm 500 ngàn đưa Bạt. Lành còn lúi húi khóa cửa phòng ra sau. Anh chị cầm tiền này, nếu bác gái khỏe thì bồi dưỡng cho bác, nếu như chẳng may thì coi như tôi có chút lòng. Bạt đưa tay đỡ lấy tiền rồi gấp rút ra về không cả lời cảm ơn. Nga thất vọng lắc đầu. Thật ra trước đó 1 tiếng, cô đã nhận được điện thoại của em gái Bạt báo tin má anh ta đã qua đời. 500 ngàn là tiền phúng điếu của cô. Vợ chồng Bạt về tới nhà chỉ kịp nhìn mặt bà 2 lần cuối trước khi tẩm liệm. Có cha Lành đưa thằng bé Quân lên chịu tang bà nội. Không thấy Trung, Bạt lo lắng hậu sự cho má, còn Lành cứ băn khoăn về Trung vì số điện thoại bà Tám bây giờ chị không còn nhớ. Trước nay do một mình bà 2 liên hệ với bà Tám nên các em của Bạt cũng không biết. Muốn biết chỉ còn cách tìm lại phiếu tính tiền các cuộc gọi, nhưng đám tiệc lu bu biết tìm ở đâu. Trung là cháu nội đích tôn, mà ngày bà nội mất không có mặt chịu tang, thật tội nghiệp cho nó. Mà cái thằng cũng ngộ, từ lúc ra đi tới giờ chưa một lần trở về nhà, không biết nó sống ra sao trên đó, có được người ta thương hay không. Lành cứ chăm bẵm nhìn Quân, thằng nhỏ ra dáng thanh niên rồi và chững chạc y chang cậu hai hiền của nó. Gặp ba mẹ, nó cười chúm chím và từ chối nhận tiền mẹ cho,
chứ không đeo theo dĩ dịt tâm tình. Nhìn nó lành thấy xa cách nên chị càng nhớ Trung hơn. Nhất định sau đám tang chị sẽ đi Bảo Lộc một chuyến xem Trung sống ra sao. Nhưng sau đám tang, vợ chồng Lành ở lại đến cúng tuần thất mới lên Sài Gòn. Lạ ở chỗ, ngày đi, bạn điện thoại gặp Nga, nói là ở lại vài ngày nữa, cho em út đỡ buồn, Nga cũng an ủi hắn. Bạn nói với Lành, Nga có gửi tiền phúng điếu, nhưng hắn không đưa ra vì Hải dư sức lo đám tang rồi. Số tiền đó, hắn sẽ dùng vào việc thuê nhà tháng đầu tiên để chuẩn bị làm nhang. Lành trố mắt ngó chồng. Khoan đã ông ơi, lời thề còn nóng hổi mà nay mình làm ra riêng, ai coi cho? Thầy kệ họ, mẹ bà, chỗ đó bây giờ ở hết được rồi. Bọn nó dòm ngó tới cái ăn cái uống của tôi, bà không thấy sao? Nghĩ ra, mình đi khỏi chỗ đó rồi, thì coi như người dưng nước lã, có dính líu gì đâu mà ái ngại. Nhưng tôi thấy kỳ với vợ chồng cô Nga quá. Kỳ gì mà kỳ, nó cũng lợi dụng mình thôi. Nếu bà không làm lợi cho nó, coi nó có chứa chấp bà hôn cho biết. Đời bây giờ, ngoài mình ra không tin ai nữa hết. Ông không ngại với anh Thà sao? Mặc gì mà ngại với nó? Hồi giờ bà có nghe tôi nhắc tới thằng đó không? Sau này mẩn ăn được, mình khá giả rồi. Nó theo nịnh còn không kịp, ở đó mà ngại ngùng với nó. Mà thôi, bà lo gì? Có chuyện chỉ để một mình tôi gánh chịu. Cứ nói là bà bị tôi ép là được. Lành chắc lưỡi. Mà bây giờ ông không về hãng nhang thì đi đâu? Đi mướn nhà. Trời đất, ông có dò ngó chỗ nào chưa? Đương nhiên rồi, tôi đã tính xong đâu vô đó hết rồi. Bà đừng có lo gì. Nhưng tôi muốn đi Bảo Lộc một chuyến, coi thằng Trung ra sao đã ông ơi. Có sao đâu mà lo. Có chuyện gì bà tám điện thoại cho má rồi. Từ từ rồi đi, lo cái chuyện này trước đã. Lành nghe bạn nói có lý nên cũng không hỏi đi Bảo Lộc nữa. Xế trưa, họ đến căn phòng trọ mà bạn đã dò ngó mấy bữa trước. Đó là một phòng 12 mét vuông, ngang 3, dài 4 mét, nền gạch bông. Đủ phòng khách, phòng ngủ, toilet và bếp, nhưng cái nào cũng nhỏ và chật chội. Ở thì tốt, nhưng muốn làm nhang thì chắc chắn là sẽ rất bụi bặm. Nhưng không sao, bước đầu phải chịu cực khổ một chút. Ổn định chỗ ở xong, bà chở Lành đi chợ lớn mua giấy kiếng, nhãn làm nhang. Hắn đến chỗ buôn bán lẻ để mua chứ không dám đến chỗ bán xỉ vì ngại gặp người trong hãng nhang Vạn Minh. Trước mắt, hắn làm nhang thường nên mua nhãn chợ. Ngủ lại nhà mấy một đêm, hôm sau hắn về hãng nhang. Bà bàn với Lành, bán 5 ngày nữa ở đây sau đó kiếm chuyện, nói về quê hay đi Bảo Lộc gì đó, xong biến luôn khỏi Từ Giã. Lành phân vân, vậy nghĩ ra cũng bạc bẽo quá, nhưng tôi không có can đảm chào tạm biệt cổ đâu ông ơi. Không thèm chào, chứ không phải không dám nhen bà. Trên đường về hãng nhang, họ tấp vào quán cơm ăn một bụng no cành. Ở đó, họ gặp Lợ, gã này cùng bán chung với bạn, cũng là người Bến Tre, và cùng đang ăn ở trong nhà của Nga. Bạn gặp Lợ ăn cơm, hôm nay anh ta cũng không có đi bán nhang. Ủa, nay anh nghỉ bán à? Có chút chuyện riêng, chú thí mới lên hả? Nghe bà bác mất nhưng lù bù quá, nên không về chia buồn với chú. Bạt ghét kiểu xã giao nhàm chán như vậy. Hắn giật mình khi thấy đằng sau xe của Lợ giang dịt nào là giấy kiếng, nhãn nhang, những mồn dầu thơm dùng để gây mùi, mỗi thứ chừng vài trăm gam. À, thì ra tên này cũng có ý đồ. Bạt dò la, anh tính làm nhang riêng hả? Lợ ngó giáo giác rồi trả lời khẽ, bí mật giùm tôi nhen chú. Trước sau gì thì họ cũng biết thôi, giấy sao gói được lửa. Thì chừng nào biết hẳn hay, bây giờ tôi vẫn còn ở nhờ họ. Công thức pha chế dầu chưa nắm được, nên giờ tôi phải lấy nhang thơm chỗ của cổ. Bạt lần nữa kinh ngạc, sao ý định của tên này giống y như hắn. Hắn cũng định đi bán 5 ngày, lấy thật nhiều nhang thơm, bán không hết thì đem lại phòng trọ bỏ đó. Trong thời gian đầu, Lành chưa đóng gói kịp, hắn vẫn đi bán giữ mối. Thì ra bất cứ thằng phản bội nào, tâm địa cũng giống như nhau. Lành vốn dĩ không ưa Lợ. Mỗi lần chị nhìn bản mặt hắn, thường nghĩ trong đầu, thứ mặt thỏ mỏ rơi đó không bao giờ là người tốt. Cho nên chị phàn cho bỏ ghét. Tôi thấy ông bà chủ tốt với anh quá, mà sao anh lại làm phản vậy? Làm phản gì chứ? Vì miếng cơm manh áo thôi. Bây giờ anh không có miếng cơm manh áo sao? Tôi thấy anh gả con cũng mượn tiền cổ làm đám, đáo hạn ngân hàng, cũng nhờ cổ giúp đỡ.
sửa nhà sửa cửa cũng cổ, giờ tách ra làm riêng vậy, không phải chơi xấu sao? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, gia đình tôi đông, phải tự bươn trải sống chứ đâu thể nhờ vả cổ hoài được. Bạt gạt ngang, chuyện ai người nấy lo, bà biết gì mà ý kiến ý cỏ, coi như bữa nay mình không gặp được anh Lợ là được. Vậy tôi cảm ơn chú thím lắm. Trong khi Lành cảm thấy áy náy với Nga, thì Bạt mừng thầm vì mình không phải là người đầu tiên và duy nhất có suy nghĩ tách ra riêng. Vợ chồng Lành về với hãng nhang thì họ vô cùng bất ngờ khi mọi người đều cùng gom lại đưa cho Bạt một phong bì, nói là tiền tập thể, hùn lại gửi phúng điếu cho má hắn. Lành rưng rưng nước mắt và Bạt thì cảm thấy nao lòng. Sau đó là sinh hoạt bình thường, nhờ có tiền của mọi người góp lại mà Bạt kéo dài thêm sự mua bán được 10 ngày. Trong vòng 10 ngày này, doanh thu của hắn tăng vọt một cách ngoài dự định vì hắn lấy rất nhiều nhang thơm và ngày nào cũng hết ngày đó. Bạt đắc ý, tưởng không ai biết được ý đồ của mình, nhưng không qua mắt được của Nga. Cô biết hắn đã âm thầm thuê một căn phòng chỉ chờ thời cơ lạc vọt. Nga đã cho người theo dõi và biết Bạt đang thuê ở đâu, nhưng cô vẫn giả như không hay biết vì loại người này trước sau cũng phải ra khỏi chỗ làm ăn của cô. Những ngày sắp đi, Bạt uống rượu xong hay kiếm chuyện chửi chó mắng mèo. Kêu ca công việc của Lành là làm mọi cho cả hãng nhang, vì trước đây khi Lành giặt đồ, có vài người thảy vào cái áo nhờ giặt dùm. Kêu ca lòng người nhỏ nhen ích kỷ, chuyện ăn uống cũng chọt mỏ vô. Hắn cố tình kiếm chuyện để vợ chồng Nga đuổi đi, nhưng dù ghét vẫn không ai nói gì. Đến ngày thứ 11 thì Lành thủ thỉ nói với Nga là nhớ con quá, muốn xin phép đi Bảo Lộc thăm con và được Nga đồng ý ngay. Tất nhiên, Nga hiểu đó là cái cớ để họ mang đồ đạc rời khỏi nhà một cách danh chính ngôn thuận. Nga biết đã đến lúc không nên giữ chân họ nữa và cô xem như sự ra đi của họ là cách tốt nhất. Trước khi ra đi, để lập một chút công với Nga, Lành dĩ dịt cho Nga nghe việc gặp Lợ hôm nọ và ý định ra riêng của hắn. Đó cũng là do Bạt suối Lành nói. Bạt nghĩ bớt được một thằng ra ngoài là bớt được một đứa cạnh tranh làm giàu. Nga cũng chỉ cười im lặng. Lành thật không đoán được trong đầu cô ấy đang nghĩ gì. Vợ chồng Bạt như chim thoát khỏi lồng. Họ về nhà mới và bắt tay vào việc làm nhang. Bạt đi mua nhang cây tuốt trên phố Lâm. Chỗ này, mình Nga không có làm ăn gì. Chồng cân đo đong đếm, vợ đóng gói. Ban đầu cũng vụng về, nhưng Lành được cái nhanh nhạy nên chỉ trong một buổi chị đã thành thạo. Họ chỉ làm loại nhang thường vì nhang thơm Bạt đã dự trữ khá nhiều từ đồng tiền của anh em hãng nhang phúng điếu má hắn. Bạt phải có nhang vạn mình trên xe mới giữ được mối mang. Ngày khai trương gia quân, hắn mua một con vịt quay cúng đất đai. Sau đó hai vợ chồng cùng ngồi ăn với nhau, hắn cảm thấy hạnh phúc vì chính mình tự làm chủ mình, đã qua những ngày sống nương tựa lệ thuộc người khác. Do nghỉ mấy ngày nên khi xuất quân, Bạt bán gần hết xe nhang. Bạt phát hiện trong một ngày đóng gói như vậy, nếu hắn bán hết thì vợ hắn đương nhiên lượm được giá chót là 200 ngàn. Món hời như vậy mà bấy lâu nay lại đi làm công cho người ta, thiệt là uổng phí cả năm. Thừa thắng xông lên, Bạt nhớ đến những mối nhang bỏ chùa của Nga mà trước đây nhờ hắn giao dùng. Cũng sắp đến 30 rồi, hễ 30 mùng 1 và 14 rằm là đều giao cho họ. Hắn phải tranh thủ mấy cái mối này vì hắn quen biết, còn Nga chỉ biết qua điện thoại thôi. Và hắn tranh thủ được hết. Bạt cấp tốc sắm một cái điện thoại di động để liên lạc với khách hàng. Hắn cũng gọi về nhà cho số Hải để có chuyện gì thì gọi lên. Bạt tự đắc chưa từng thấy. Vợ chồng giáo diết làm 2.000 bó nhang để giao cho hai chùa. Làm vừa xong, hắn đem xuống cho chùa đầu tiên với tâm trạng vô cùng tự mãn. Đang bon bon trên đường đi giao, trên xe chở đúng 1.000 nhang chiếc, loại nhang 5 tấc 7.000 đồng một chục. Tiệm tạp hóa bán ra 1.000 một lọt, nhưng ở gần chùa thì mỗi lọt 2.000. Ngàn nhang này thành phẩm xong, hắn lời gần 150.000 đồng. 2.000 nhang giao cho hai chùa kiếm 300.000 đồng như chơi, hơn nửa tháng lương làm tôi làm mọi cho thiên hạ của Lành. Hắn nghe tiếng kêu giật giọng, ông bán nhang, ông bán nhang. Bạt thắng xe lại, một thanh niên khoảng 30 tuổi trong quán cà phê bước ra, đứng trước đầu xe ân cần hỏi,
Chú chở nhang đi bán à? Phải rồi, có chuyện gì? Bao nhiêu một chục vậy? 8.000, hỏi chi? Trên xe được bao nhiêu nhang? 1.000. Chú để cho con đi. Nhang này thường con mua giá 7.000, nay đồng ý mua chú 8.000 đó. Mày mua chi vậy? Còn về bán trong làng ông bà Triệu. Tao phải giao cho chùa rồi. Giao cho chùa thì cũng giá 7.000 chứ mấy. Tự nhiên lời thêm 100.000. Chú chê à? Ngu ha, chê mày. Nhưng giao cho mày về làm không kịp giao cho chùa, cái chết luôn à. Tộc Khảnh đóng gói một chút, ra 1.000 nhang liền chứ gì. Hay là chú có quen hãng nhang nào làm mai con với? Bà nghĩ bụng, Ngô Hà giới thiệu tới chỗ Vạn Minh. Bây giờ thượng sách là bắt mối với nó, sau này giao được 3 chỗ thì mỗi tháng trời trời cũng kiếm được tháng lương cho vợ. Hắn giao kèo. Giao cho mày cũng được, nhưng với điều kiện. Chú nói đi. Từ nay mày phải lấy nhang của tao mỗi ngày rằm 30. Tất nhiên rồi, chú không nói vậy con cũng đề nghị vậy hả? Hàng tháng chú bán cho con không cũng đủ mệt, có đâu để giao cho người khác. Chưa nói tới Tết, mỗi ngày con bán trên 1.000 nhang, vừa thơm vừa thường luôn. Gặp con là chú làm giàu rồi. Xạo kè mày. Vậy chứ trước giờ mày lấy của ai? Có người giao tới chỗ con, nhưng vừa rồi bị tai nạn giao thông ngổng củ tỏi rồi, con đâu biết lấy ở đâu nữa. Được rồi, vậy tao giao cho mày. Ở nhà chú còn hôn, còn 1.000 nữa, nhưng cũng phải giao chùa khác. Giao cho con luôn đi. Mày lấy giữ vậy, không cho trả lại à? Trời, 2.000 không xi nhê gì chú ơi. Được, mày phụ tao xuống xe nhang này trở về trước đi. Lát tao đem lại lăng ông cho. Đừng, đừng có đem lại lăng ông chú ơi. Bọn nó phát hiện ra là chúng đèo theo chú đó. Con còn phải chia cho chúng kiếm bậy vài đồng chứ chú. Chú cho con số điện thoại đi, rồi liên lạc dễ hơn. Bạt khoái chí. Đúng là cái di động này đem may mắn tới cho hắn. Bạt nhờ chú bạn mới lưu số của y vào máy hắn. Ừ, mày tên gì mày? Con tên chị. Chú biết anh con tên gì không? Tên gì? Trừng. Trừng chị. Không biết ba mẹ con nghĩ sao mà đặt anh em con tên gì nghe thấy ớn. Cũng mày tách riêng ra, chứ kêu chung chắc hổng ai dám lại gần. Ăn thua gì, tên thôi mà. Tao tên Lang Bạt nè. Nghe lỏng mặt đạn chưa? Hai chú cháu cười vang. Bạt cảm thấy may mắn đang mỉm cười với mình. Ngày hôm đó 2.000 nhang hắn giao hết cho chị, kiếm thêm 200.000 tiền lời bất ngờ. Nhưng bây giờ Bạt phải đối diện với vấn đề nan giải. Hắn đinh ninh nhang 5 tấc bất cứ lúc nào cũng mua được, nên trong nhà chỉ còn vài chục thiên nhang mà hắn dám bán hết nhang đóng gói cho chị. Giờ lấy đâu mà giao cho hai chùa? Hắn chạy nhong nhong khắp cả Phú Lâm vẫn không mua được thiên nhang nào. Quýnh quáng, hắn điện thoại cho hai chùa, định hẹn lại thì đều nghe một câu trả lời y như nhau. Thôi khỏi, đã lấy ở nhang Vạn Minh rồi, từ nay chấm dứt làm ăn với anh. Bạt chết lặng, nhưng nghĩ lại còn có chị cũng an ủi. Hắn gọi điện cho chị, định than vãn thì bên kia đầu dây nghe tiếng chị cười gằn. Ông quên tôi, nói với ông, anh em tôi tên Trưởng chị sao? Lật ngửa ván bài với ông luôn. Tôi là cháu rể cô Nga, tôi không có liên quan gì tới nhang đèn hết. Chỉ có dịp lên Sài Gòn nghe chuyện của ông nên mới theo lời cô Nga chơi ông một vố, cho bỏ tật phản chủ, tranh giành mối nhen. Mối nhang này của ai thì phải trả về cho người đó. Tham như ông, trước sau cũng bị quả báo hả? Bạt tức như điên, nghiến răng. Được, tụi bay chơi tao, để coi tao có nhịn tụi bay không nhen. Ăn không được, tao cũng phải phá cho hồi. Chờ coi nè, đám chó. Bạt quàng điện thoại xuống, nhưng cố tình ném vào đống nhang để khỏi vỡ. Lành biết chồng đang phẫn nộ nên cũng không dám lên tiếng. Trong 2.000 nhang chiếc, chị kiếm cũng được một tháng lương rồi, nên cũng cho là tạm đủ. Nhưng Bạt quả thật có ý đồ bành trướng. Lành biết Bạt dù tài giỏi đến đâu cũng khó mà qua mắt nổi anh em của Nga. Nhưng nói với anh ta như thế nào để Bạt nghe ra đây? Một khi hắn đã quyết tâm làm chuyện gì đó thì có trời mới cản được. Chờ Bạt dịu xuống, Lành ôn tồn. Thôi bỏ đi ông ơi, làm không lại họ đâu. Họ nhiều tiền lắm của, lại đủ kinh nghiệm trong thương trường. Mình dù sao cũng chân ướt chân ráo, vốn liếng cũng không có nhiều. Ông cứ đấu đá hoài, có ngày sạch túi là chết. Nói cái gì bậy bạ vậy? Nó giàu kệ cha nó chứ.
Dầu mà những chuyện lẻ tẻ vậy cũng chèn vô, mất một hai mối nhang. Ở chùa, bộ làm nó nghèo sao? Vậy mà cũng cho người đi phá được, đổ hèn. Mối màng của người ta mà ông, hồi đó đưa ông đi giao cổ cũng nói trước rồi, cho ông giao để kiếm chút tiền, chứ không phải mối của ông mà. Dẹp cái vụ ơn ích đó đi, dù sao tôi cũng mát lòng mát dạ rồi. Tôi bán lại cái mối cho nó với giá 200 ngàn cũng được, nhưng 200 ngàn đó cổ lấy lại mấy hồi. Bạt cười, nụ cười đắc ý gian manh. Để bà coi, tôi chơi anh em họ một trận nữa nè nhen. Ăn không được, cũng phá cho hồi chơi vậy hả? Trời ơi, gì nữa vậy ông? Làm ơn chú tâm vô việc buôn bán đi, hại người hại mình đó. Bao nhiêu chuyện xảy ra rồi mà không rút ra bài học nào. Mẹ mày, này nhiều lời dữ nhen, tự nhiên sao bà nhát gan vậy? Tôi chỉ muốn yên ổn làm ăn thôi. Lành mếu máo, ông không thấy thằng Quân càng ngày càng xa lạ với mình sao? Ba ngày đám tang không có nói chuyện được với con một lần, làm cha mẹ như mình thất bại quá. Giờ thằng Trung chẳng biết sống sao ở xứ lạ quê người. Lần đầu tiên rời khỏi vòng tay cha mẹ mà đi miết hơn một năm trời chưa về nhà lấy một lần. Ông không nóng ruột sao ông? Nóng ruột thì làm được gì? Tôi muốn ông buôn bán ổn định rồi lên kêu tụi nó về phụ. Đi bán cũng được, đóng gói cũng được. Nếu mình thấy sống được ở đây thì đem thằng Quân lên cho nó đi học gần cha gần mẹ. Có hai đứa con mà nuôi không nổi sao ông? Thì tôi tính cũng như vậy nên mới nỗ lực buôn bán nè. Vậy từ nay đừng có bận tâm gì đến chuyện gây thù chuốc oán với ai nữa, nhất là gia đình cô Nga. Người ta cũng tốt với mình lắm rồi. Ông làm này làm kia, sau này gặp anh Thà cũng khó nhìn mặt. Dẹp, gặp thằng đó làm gì nữa? Nó tuyên bố rồi, có chuyện gì nó thả bỏ tôi chứ không bỏ đám nhà giàu đó mà. Bà đừng khuyên can gì nữa, tôi phải chơi bọn họ một trận nữa mới đã cái nư giận của tôi. Ông ơi, tôi nói im, nghe chưa? Lành nín lặng, trong lòng buồn quá sức buồn. Bạn đã có dự tính rồi. Hắn biết Văn, anh của Nga, có một mối nhang lớn ở gần cầu Bình Triệu. Họ bán đi đâu không rõ, mà cứ hai ngày, Văn chở liên tiếp hai xe nhang cao nghệu đem giao. Trong những ngày cận Tết, Văn phải nhờ Minh lái xe tải đem giao mới đủ cung cấp nhang cho họ. Mấy lúc sau này, hãng nhang của Nga còn kinh doanh thêm túi xốp. Cứ cách tuần là hãng túi xốp không biết ở đâu đem giao xuống một xe 5 tấn. Món này đem lại cho họ lợi nhuận rất cao, và Văn cũng mỗi ngày đem túi xốp giao cho mối nhang đó. Bạn quyết định giành lấy mối này. Được thì rất tốt, còn nếu không cũng phải trả giá cho Văn mất lời, xem thẳng Quân sư Vũ và vợ chồng Minh đối phó ra sao cho biết. Hắn chấp nằm cái đầu của vợ chồng Minh và anh em Nga cộng lại. Huống hồ gì lúc này đang trong năm học, không có thằng thầy giáo ở cạnh, mà Minh thì đi suốt ngày, Nga chỉ là một đàn bà thì bản lãnh bao nhiêu. Nghĩ là làm, hắn không đi bán một ngày để lân la khu vực cầu Bình Triệu kiếm mối nhang của Văn. Cũng không khó khăn mấy, hắn tìm được địa chỉ. Đó là một tiệm bách hóa lớn, biển hiệu Thu Thủy, bán đủ thứ thượng vàng hạ cám. Hắn dựng xe vào mua những món linh tinh để đủ thời gian quan sát xem Văn đã giao nhang gì. Nhờ hỏi thăm ngoài đường, Bạt biết tiệm bách hóa này giống như một chành xe, mỗi ngày đều gửi hàng theo giá xỉ đi các tỉnh miền Trung Nam Bắc, nên sức tiêu thụ các mặt hàng là rất lớn, không riêng gì nhang. Bạt nghĩ bằng mọi cách phải hất Văn ra. Nhang thì hắn tự làm, mùi màng tự chế, túi xốp cứ ra chợ lớn lấy về, bỏ huề vốn cũng được, chủ yếu là nhử tép bắt tôm. Ở cầu Bình Triệu về, hắn bắt tay vào làm nhang thơm cao cấp liền. Bạt ra chợ Kim Biên tìm mua tinh dầu nhang. Được sự hướng dẫn của chủ tiệm, hắn chọn tinh dầu trầm mã số 4460, pha chung với trầm trắng và cồn, nghe phảng phất có mùi của vạn minh là được. Bạt mua bình xịt nhang, hắn xịt lướt qua, đóng gói xong, dùng khăn tẩm dầu đã pha xoa chung quanh trục nhang. Bà cười mãn nguyện, thơm bát ngát. Hôm sau, hắn chở một xe nhang đầy với đủ loại nhang như của vạn minh nhưng khác nhãn. Hắn xài nhãn chợ, đến tiệm bách hóa Thù Thủy, Bạt dựng xe bước vào chào hàng. Lấy thêm nhang bán bà chủ. Hắn sớn xác nên gọi nhầm người giúp việc của Thù Thủy. Chị ta lạnh nhạt, có mối rồi ông ơi. Tôi biết chứ, nhang vạn minh của ông Văn giao chứ gì. Ông Văn lấy nhang của em gái ổng giao kiếm lời,
Còn tụi tôi thì tự làm lấy, nên chất lượng và bó nhang có nhỉnh hơn chút, nhưng giá cả thì rẻ hơn, vì tôi trực tiếp bỏ. Bà chủ cứ lấy thử một chuyến, nếu bán được thì lấy giúp tôi, đôi bên cùng có lợi mà. Tôi không phải bà chủ, để tôi kêu bà ra cho ông. Chị khuất vào trong nhà, và một người phụ nữ đã có tuổi bước ra. Chuyện gì? Bà vẫn giọng điệu cũ xùn xoe. Thu Thủy nói ngắn gọn, lấy tôi coi chục nhang thơm của ông. Hắn mừng quính, tè ra xe rút chục nhang cầm đem vào. Thì cầm chục nhang lên đưa lên mũi người nhận xét. Nhang này ông thoa dầu bên ngoài, bên trong không có chất lượng. Bạn khiếp cho sự nhạy bén của bà chủ bách hóa. Hắn lúng túng, bà tính mắt quá. Đúng vậy, đây là nhang tôi bỏ ngoài thị trường. Nếu như bà đồng ý lấy thường xuyên, tôi sẽ cải tổ lại mùi màng theo ý bà. Ông bỏ nhang này bao nhiêu một chục? 25 ngàn. Của Vạn Minh là 30. Cải tổ xong chất lượng bằng Vạn Minh không? Tất nhiên là hơn chứ bà. Nhà người ta có nhãn hiệu, nhàng ông là nhãn tạp, thấy thua kém trước mắt rồi. Do còn ít vốn quá mà bà chủ, được bà chủ ủng hộ, từ từ tôi sẽ làm nhãn cho riêng mình. Được, ông hạ giá nhang này xuống, rồi để lại tôi hết, tôi trả tiền cho, ghi hóa đơn đàng hoàng, về thêm mùi bảng cho chuẩn, rồi đem đến đây 200 nhang cho tôi trước, nếu được, sẽ đặt nhiều. Nhưng chỉ trả ông 25 ngàn một chục thôi, được thì nói tiếp. Bạt đắn đo một chút, rồi vội vã chấp nhận, xuống hết xe nhang với giá 22.000 đồng một chục. Hắn để lại số điện thoại và hí hửng ra về. Trên đường hắn nhẩm tính, 22.000 thì chẳng có lời bao nhiêu, vì Vạn Minh xuất xưởng giá 26.000 rồi. Nếu như hắn gây mùi nghiêm túc như Vạn Minh thì 25.000 là lấy công làm lời. Kệ, trước mắt là hất cẳng Vạn Minh ra khỏi tiệm bách hóa, sau đó độc quyền thì lên giá mấy hồi. Bạt đắc ý, xem như hắn bước đầu đã tấn công toàn thắng anh em của Nga. Bằng mọi giá, Bạt phải trả được mối thù 2.000 nhang chiếc. Hôm nay đi giao nhang cho bách hóa Thu Thủy về, hắn vừa dựng xe, vừa đầu mắt tìm những đứa em mình. Thế Nga, anh nói liền. Mày gọi điện kêu thằng Vũ tới bàn chút chuyện coi Nga. Anh có đây nè, chuyện gì coi bộ nóng vậy anh? Thằng một mắt nó dở trò rồi. Vũ đang ngồi ngay bàn làm việc của Nga, từ tốn nhìn Văn. Anh ngồi xuống đi, từ từ kể. Văn rót ly đá lạnh uống một hơi, rồi ngồi xuống vẫn còn tức. Nó mò tới bách hóa Thu Thủy, hạ giá nhang trầm. Bà chủ cũng chịu lấy của nó mới chết chứ. Nó hạ bao nhiêu? Mình bỏ 30.000 đồng một chục, nó bỏ 22.000 đồng. Hạ vậy, ai mà không lấy? Nó còn hứa về gây mùi lại giống y chang của mình nữa kìa. Nga cười thích thú. Nó pha mùi y chang mình, bỏ giá đó thì ăn cám. Để coi nó trụ được bao lâu, mà sao Thu Thủy cũng dễ lấy hàng quá hen. Vũ điềm đạm, người ta buôn bán mà, cái nào có lợi thì làm thôi. Nga, mày tính coi, nếu như nó làm nhang chất lượng thiệt thì giá 25.000 một chục có ăn không? Thì em xuất xưởng 26.000 đồng một chục đó anh, nhưng nếu mình hạ giá vậy thì anh Văn sao không công à? Làm gì mà hạ giá? Nhang mình có đăng ký nhãn hiệu độc quyền, bảo hành mùi màng một năm. Nhang cũ được đem về, đóng gói lại. Nhãn đó là nhãn chợ. Anh Văn trình bày cho bà chủ nghe cùng cách gây mùi trong bột nhang của mình. Nếu như bà cần, loại nhang rẻ tiền thì mình cũng có. Và mình sẽ sử dụng nhãn chợ mà. Mình làm như nó thì được, nhưng nó làm như mình thì không được. Lợi thế về phía mình. Hạ giá nhang là hạ sách. Anh nhớ khi giao dịch với bà, đừng tỏ ra cầu lụy quá. Đứng trên lập trường là ngành nhang của gia đình, chứ không phải anh giao lấy lời cá nhân. Họ làm ăn với mình lâu năm rồi, chứ không phải mới đây mà anh lo. Có thể bà có nhu cầu nhang thường, nhưng biết mình không làm nên lấy bên ngoài chút đỉnh vậy thôi. À, mà bà có kêu anh bớt nhang lại không? Cái này thì không. Vậy à? Vậy sẵn dịp này dạy cho thằng một mắt bài học nhớ đời. Bằng cách nào? Mình đi tỉnh bỏ hàng chưa về, Văn, Vũ và Nga kéo nhau đến quán cà phê bàn kế hoạch. Ở hãng nhang đông người, anh em họ sợ tay vách mạch rừng. Bạt thuận lợi giao 200 nhang cho bách hóa Thu Thủy với giá 23.000 đồng một chục. Hắn nhận được đơn đặt hàng 1.000 nhang. Bạt như mở cờ trong bụng, dù rằng lời rất ít. 5 ngày sau, Bạt đánh xe nhang đến bách hóa Thu Thủy. Hắn vội vã chất nhang xuống và gặp bà chủ. Bà kêu hắn đưa lọ nhang
rồi lấy một lọn của Vạn Minh ra, rút mỗi bó một cây. Đầu tiên bà đốt cây nhang của bạn. Khi có khói, bà lấy tay phất khói vào mặt để nghe mùi. Bạn hơi hoảng khi thấy động tác chuyên nghiệp đó. Bà nhận xét, nhang của ông có mùi khét, có thơm mùi trầm nhưng không đậm đà. Nếu về lâu dài sẽ không giữ được mùi, chất lượng kém. Nghe thử mùi nhang của người ta nè. Bà lặp lại động tác đó với cây nhang Vạn Minh. Bạn bối rối khi mùi nhang của Nga cứ thơm dịu dịu và rồi lan tỏa khắp cả gian phòng. Thu Thủy đưa mắt nhìn bạn. Ông thấy sao? Bạn chưa biết phải phản ứng thế nào nên đưa mắt nhìn vào trong câu giờ. Hắn đâm hoảng khi thấy một đống nhang trầm và nhang đủ loại của Vạn Minh nằm chễm chệ ở góc tiệm. Thì ra bà ta vẫn làm ăn với họ. Cũng phải thôi, dù có ưu ái hắn thì chỉ với hai vợ chồng hắn không thể nào cung cấp nổi số hàng cho Thu Thủy. Nếu được chắc phải kêu chung về. Họ kinh nghiệm lâu năm nên chưa bỉ nổi. Nhưng nếu bà tin tưởng tôi, cho tôi cơ hội, thì tôi hứa sẽ nghiên cứu giữ mùi cho lâu dài. Giữ mùi khét như vậy à? Bà cứng họng. Bà Thu Thủy nói rạch ròi. Dù sao cũng dặn ông rồi, không lấy cũng khó coi. Nhưng nhang như vậy không thể liệt vào nhang thơm được. Tôi đồng ý nhận hết cho ông với giá 20.000 đồng một chục. Nếu không đồng ý thì chất lên. Trời đất ơi, 20.000 là chết tôi bà chủ. Không chết đâu, bất quá phá huề thôi. Làm ăn mà ẩu tả như vậy không bền nhen ông. Chỗ của tôi đặt nặng chữ tín. Bạn đầm quạo. Đặt nặng chữ tín mà hứa như vậy sao? Hứa như vậy là hứa gì? Không phải ông nói chất lượng nhang của ông không thua kém Vạn Minh sao? Bây giờ chính mắt ông nhìn thấy đó. Ông lấy gì để so sánh với người ta? Nhưng tôi không có thời gian để đôi co với ông. Đồng ý thì tính tiền, không thì trở về. Lần cuối cùng làm ăn với bà cũng nên như vậy. Bạt cay cú nhận tiền. Bận này hắn lỗ nặng. Chưa nói còn 500 nhang đã đóng gói xong ở nhà. Phải tháo bỏ giấy kiếng đóng lại loại nhang khác. Đúng là miệng kẻ sang có gan có thép. Xem lời hứa như cánh chim bay. Vừa ra khỏi tiệm bách hóa, hắn tức tối khi thấy Văn chở xe nhang đầy ắp tắp vào. Nhìn hắn nhếch mép cười trêu chọc. Trong một thoáng, hắn muốn tiến tới đạp vào xe cho Văn ngã chỏng trơ ra mới đã cái nư mình. Thua kèo này, Bạt không biết có bàn tay của đám Vạn Minh nhúng vào không. Bỗng nhiên, hắn thấy căm thủ. Làm cái chó gì cũng bị chúng chặn họng chặn hầu là sao? À, tụi bây muốn triệt đường sống của tao à? Được, để bây giờ coi tao trả đũa bằng cách nào. Bạt chưa về nhà, hắn đi thẳng ra chợ lớn, tới chỗ bán giấy kiếng và nhãn hỏi thăm chỗ in nhãn. Hắn được hướng dẫn đến một cơ sở in lậu, trình bày ý muốn của mình là in nhãn Vạn Minh. Hắn lấy tấm nhãn có hình Phật Bà đưa cho ông chủ cơ sở in. Ông ta đắn đo, đây là nhãn độc quyền có mã số, không in được đâu. Cứ in, có gì tôi chịu trách nhiệm. Họ phạt cơ sở tôi, ông chịu được sao? Làm sao họ biết ông in mà phạt, tôi không khai đâu. Lúc đó mạng ông còn không bảo vệ được, đừng nói binh tôi. Đâu có gì mà lớn chuyện vậy. Nhỏ chủ này là em chú bác với tôi, nó không làm gì tôi đâu. Bất quá nó chửi cho một trận, rồi cũng thôi chứ ông lo gì. Thôi để tôi giới thiệu người khác cho ông, thằng này nó gan hơn tôi, nó dám làm đó. Cuối cùng, rồi Bạt cũng gặp được Tân, người khác nhận in nhãn Vạn Minh cho hắn. Tiền bản kẽm, tiền in và tiền giấy, mất đứt nằm chỉ vàng. Khi Lành biết sự thật thì mọi việc đã xong, chị chỉ còn biết kêu trời rồi lặng lẽ làm theo ý chồng. Từ ngày có nhãn Vạn Minh, doanh thu của Bạt tăng lên thấy rõ. Hắn phấn khởi đóng gói rất nhiều nhang, thuê thêm một phòng trọ liền vách để chất nhang thiên và làm tại đó để tránh bụi. Phòng vợ chồng chỉ chất nhang thành phẩm và ăn ngủ. Sau khi ổn định được mối nhang, Bạt bắt đầu triệt phá Vạn Minh. Đầu tiên, hắn gây mùi, làm nhang chất lượng theo kiểu của hắn cho nhãn chợ. Còn nhãn Vạn Minh, hắn toàn đóng gói nhang thường. 10 loại nhang Vạn Minh hắn làm đủ cả nhưng không có một miếng mùi màng. Bạt hoàn toàn quên khuấy đi rằng loại nhang trầm của Vạn Minh, Nga đã cho tinh dầu vào bột tùng, sau đó mới xe thành cây nhang. Cho nên tự bản thân cây nhang tùng đã có mùi thơm cộng với dầu pha cồn xịt bên ngoài. Nên từ xa, chưa tới hãng nhang đã nghe mùi. Nhang quế của Nga cũng xe bằng bột quế. Nhang thường cô cũng bỏ xạ hương vào. Bây giờ Bạt đóng gói nhang Vạn Minh không có mùi màng sẽ làm chết thương hiệu của cô
và đó là ý định nhàm hiểm của hắn. Nhưng vợ chồng bạt dại quá, quá dại khi nghĩ rằng một tay có thể che trời. Quản lý thị trường ập tới căn phòng của họ vào một buổi chiều, có mặt của Vũ và Nga. Vợ chồng bạt mặt cắt không còn chút máu, hắn thật sự không thể tưởng tượng ra nổi Nga biết được chỗ ẩn náu của mình. Lành linh cảm có chuyện lớn sắp xảy ra, nhưng vẫn run xoe xu nịnh Nga. Ngồi chơi cô Nga, sao cô biết chỗ này vậy? Nga lạnh lùng, chị nghĩ là trốn ở đây để làm chuyện bỉ ổi thì tôi không hay không biết gì sao? Lành nghẹn họng. Hai quản lý thị trường lục soát lập biên bản, tìm được 18 thiên nhãn phấn Vạn Minh và tổng cộng hơn 2.000 nhang hiệu Vạn Minh các loại. Vũ rút một cây nhang trầm ra đốt, mùi khét lẹt của bột và tam nhang. Anh lắc đầu, tính giết chết nhãn hiệu mà. Bạt vẫn còn bất ngờ trước cuộc viếng thăm không báo trước này, thì Vũ nghiêm túc nói. Nếu như anh tách ra làm nhang riêng thì cũng không có gì đáng nói, vì đó là cuộc sống, không ai buộc phải lệ thuộc ai cả đời. Nếu như anh đi giành mối nhang của em gái tôi, dù thành công hay thất bại, thì đó cũng là bản lãnh kinh doanh của anh. Chúng tôi cũng bỏ qua, nhưng hôm nay anh cả gan ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ của nó để mưu cầu cho lợi ích của mình, để gây tổn thất trầm trọng đến tên tuổi cơ sở của nó đã dày công gây dựng bao nhiêu năm nay thì không thể tha thứ được. Một khi anh đã có gan làm chuyện này thì cũng nên có gan đối diện với luật pháp. Chúng tôi đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền thì luật pháp sẽ bảo vệ chúng tôi. Vũ nhếch môi khinh bỉ. Anh biết để có được như hôm nay em tôi đã phải vất vả như thế nào không? Làm chủ một cơ sở hơn 200 thợ mà chồng phải tự thân xách xe đi bán dạo, vợ phải đóng gói từng chục nhang. Anh tôi phải là còng lưng chở những xe nhang đầy đi tìm mối. Em trai tôi là thầy giáo mà nghỉ hè cũng lên hỗ trợ em gái mình. Tôi cũng phải cuốn vào nhang nhúng để cung cấp hàng cho nó. Chúng tôi đâu có ngồi mát ăn bát vàng đâu anh. Anh được tụi nó đùm bọc, không ơn nghĩa thì thôi. Tách ra làm riêng, 5 lần 7 lượt dở trò, anh em tôi đều bỏ qua. Nay anh cố tình chơi bằng tùng chúng tôi như vậy, còn có nghĩa là đập bể chén cơm của bao nhiêu thợ thầy trong hãng nhang nữa. Trước giờ, chưa có kẻ nào khốn kiếp như anh. Quay sang quản lý thị trường anh nói, các anh làm nhiệm vụ đi. Hai quản lý kêu bạn dồn hết nhang vào phòng kế bên, bắt vợ chồng hắn ký vào biên bản rồi niêm phong phòng lại. Vì là ở nhà thuê nên vợ chồng bạn phải nộp luôn chứng minh nhân dân để đảm bảo không trốn chạy. Ra giấy mời sáng ngày mai đến trụ sở ủy ban lúc 8 giờ. Anh em Vũ và hai quản lý thị trường ra về trước sự bàng hoàng của vợ chồng bạn. Từ lúc họ bước vào cho đến lúc ra, bạn không cất lên được một tiếng nói nào để giải thích. Lành ngồi sụp xuống đất, òa lên khóc. Trời ơi, giờ làm sao ông? Sao là sao, để mai rồi tính, bất quá phạt tiền thôi. Nhục quá rồi ông. Ông Vũ nói câu nào tôi nhục cầu nấy. Tại ông không nghe lời tôi, mình làm không lại họ đâu. Mẹ nó chứ, có thằng nào chỉ điểm nè, chứ làm sao nó biết chỗ ở của mình mà dẫn quản lý thị trường tới. Ông xách xe chạy ngời ngời ngoài đường, mà sao không biết? Xe ông chở toàn nhang Vạn Minh, không người này cũng người kia thấy thôi. Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng có làm. Bạt trợn mắt lớn tiếng. Có cầm miệng lại ngay không? Tao vẫn đang nẫu người đây, đừng có làm dối thêm. Đã lâu lắm rồi, Lành mới lại nghe danh xưng mày tao của chồng. Chị biết hắn còn lo hơn cả mình. Thôi thì cứ để mặc mọi chuyện, tới đầu tính tới đó. Hôm sau đúng 8 giờ, vợ chồng Bạt có mặt ở ủy ban phường. Vũ và Nga cũng có ở đó. Ban hòa giải làm việc, nếu không giải quyết được mới đưa ra tòa. Lành nghe tiếng tòa đã sợ hết hồn. Trưởng ban hòa giải đọc cho mọi người nghe về bộ luật dân sự. Bạt vi phạm vào khoản 1 điều 129 luật sở hữu trí tuệ, đề nghị hai bên thỏa thuận giá tiền bồi thường vì dù sao cũng là đồng hương. Vũ thay mặt em gái nêu số tiền bồi thường là 30 triệu đồng, tương đương 6 lượng vàng. Sở dĩ buộc hắn bồi thường để hắn rút kinh nghiệm không tái phạm. Lành muốn ngất đi khi nghe số tiền bồi thường ngoài khả năng mình, nhưng trưởng ban hòa giải kêu vợ chồng chị đồng ý vì ra tòa cũng phải bồi thường như vậy, mà còn trả tiền án phí, mất thời gian đi tới đi lui, lại có tiền án. Họ cùng ký vào biên bản, hẹn đúng một tuần sau sẽ giao tiền tại ủy ban trước sự chứng kiến của trưởng ban.
hàng hóa mang nhãn hiệu Vạn Minh phải bị tịch thu tiêu hủy. Khi ra về, gặp nhau trước cửa, Nga nhìn họ mỉa mai. Tôi nhìn nhầm chị, số tiền này với tôi không lớn nhưng với chị là cả một gia tài và chị đáng phải trả giá như vậy. Còn nhớ, chị đã thề nếu phản bội tôi thì sẽ ra sao không? Là tàn dụi đó. Anh em họ lên xe về, lành chết điếng trong lòng. Lời mắng nhiếc của Nga bây giờ chẳng làm chị đau lòng, lo lắng bằng thực tế trước mặt phải đối phó. Giờ làm sao ông ơi, tiền đâu một tuần nữa mà trả cho họ. Về năn nỉ mấy đứa em, gom đưa một mớ, bà hỏi mượn anh hai đi, mình còn được bao nhiêu? Dành dụng cả năm nay hơn một cây vàng, ông làm muốn hết rồi, hay là mình về, nói với anh Thả, lên năn nỉ cô Nga bớt lại, và chậm chậm cho mình thời gian được không ông? Chứ anh hai tôi và mấy em của ông chắc gì chịu giúp mình. Bà chán nản mặc kệ vợ, hắn nói buông xuôi, giờ chỉ còn nước vậy thôi, nhưng chẳng biết thằng Thả có chịu nói giúp mình hay không nữa đây. Kệ, một liều ba bảy cũng liều, cũng đừng lo quá. Hễ mỗi lần bế tắc thì đều có Quế Nhơn hỗ trợ để bà coi nhen. Hôm sau vợ chồng khăn gói về quê liền, họ tấp ngang chợ Bình Chánh một con vịt quay và năm ổ bánh mì để ghé nhà Thả ở chợ Lách trước. Trên đường đi, dù rất nhiều chuyện để bàn tính với nhau, nhưng Bạt và Lành không biết bắt đầu như thế nào. Bạt đi cầu may vì quá bí lối, chứ hắn chưa chắc Thả sẽ sẵn lòng nói giúp. Giờ phải nghĩ ra một lý do gì đó, chứ nếu khai thiệt tất cả với Thả là hỏng việc. Lành có chung ý nghĩ với chồng, chị nhỏ nhẹ nói như không ra hơi. Giờ nói với ảnh sao mà bị phạt đây ông? Nói thiệt, hỏng chừng còn bị chửi nữa. Nhưng không nói thiệt cũng không được, vì thế nào ảnh cũng có liên lạc với mình. Nếu không thì khi nghe mình kể cũng sẽ liên lạc hả? Giờ chỉ hy vọng nó nói dùng một tiếng là cho mình chậm lại và trả dần mỗi tháng hoặc may. Tôi thấy ông Vũ cũng không dễ gì đồng ý cho trả dần đâu. Ông cố tình dìm chết ông đó. Ủa, bà cũng thấy vậy sao? Vậy mà tôi đòi trả thù, bà cứ cản đàn hoài. Ai thủ với ông mà ông trả? Phải chi, tách ra làm riêng mà ông cứ làm ăn chân chính như người ta thì đâu có chuyện gì xảy ra. Bây giờ sự thể như vậy, ông cũng chưa thấy hối hận sao? Hối hận cái con khỉ, trời hại chết, người hại không chết. Cho tôi cơ hội đi, tôi vươn lên mấy hồi. Nói trời hoài cũng không giải quyết được gì. Bây giờ tôi giao cho ông nói chuyện với anh Thả, mọi việc tùy ông định liệu, tôi bó tay rồi. Tới cầu Lách, Bạt hỏi thăm nhà của Thả. Thả ở gần phà Tân Phú nhưng phải đi vào một đỗi khá xa. Hỏi thăm một chập nữa, cuối cùng cũng tìm được nhà anh ấy. Ở quê nên người ta dễ biết nhau. Thả đang ngồi uống trà một mình ở căn chòi nhỏ ngoài vườn măng cụt cạnh nhà. Gọi là căn chòi vì Bạt thấy chỗ đó được dựng lên để vừa đủ bộ ghế đá, nóc thì chỉ lợp lá và ba bên bốn phía chống hoác. Bày lên trên mặt ghế là mâm trà và đĩa chồm chồm nhãn. Thả nghe tiếng xe, hướng mắt nhìn ra rồi mừng rỡ đứng dậy. Ủa, hai vợ chồng mới lên hả? Thái độ của Thả làm Lành yên tâm phần nào. Chắc anh ta chưa biết, chưa hay chuyện gì đã xảy ra. Bạt vẫn tỉnh bơ, nói những lời giả dối. Định về thăm mày mấy lần rồi, nhưng cứ lù bù quá tay. Hôm rồi tao về mỏ cày cả tháng, nhưng lo đám tang bà già nên có đi đâu được. Này tranh thủ ghé thăm mày, cảm ơn mày đã giúp tao có công ăn chuyện làm. Mẹ nó, nay bày đặt khách sáo nữa, ngồi đây chút chơi cho mát rồi vô nhà, ngồi ăn chôm chôm trời, tao mới bẻ tức thì đó. Bà già mất hồi nào? Cũng vài tháng rồi. Tao có hay biết gì đâu, chia buồn với mày nhen. Tao về cũng không kịp nhìn má lần cuối, nhưng thôi, chuyện qua rồi. Lành rụt rè hỏi, chị và mấy cháu có ở nhà không anh? Có ai đâu, mấy đứa nhỏ riêng tư hết rồi. Mấy bữa nay con dâu út xanh, bà đi nuôi có mình tôi ở nhà trèo queo đây chứ. Vợ chồng Bạt mừng rơn trong bụng. Bạt lăng xăng, nhà có rượu sẵn không mày? Có chứ. Bạt quay sang vợ, bà vô bếp kiếm đồ dọn vịt quay ra. Tôi với thằng Thả làm bậy vài xị chơi. Thả khoát tay, để tao, thím biết chỗ nơi đâu mà dọn. Họ ngồi xuống bên bàn, Lành cũng ngồi cạnh nhưng chị không dùng mà chỉ ăn chôm chôm, trong lòng hồi hộp lo lắng kỳ lạ. Lành đánh giá Thả
là một người chính trực tôn trọng tình bạn. Bạn và anh ấy chỉ quen biết nhau 1 năm làm lính, sao có thể thân thiết với mình là bạn thân chí cốt trước giờ? Lại nghe chuyện bạn làm phản, nhái nhãn nhang bị phạt, không chừng anh còn chửi cho chứ, nói gì đến chuyện giúp. Lành có chút hối hận đã mất thời gian tới đây. Chị đứng dậy đi vòng vòng mấy gốc cây măng cụt, nhìn lên. Măng cụt trái nhiều như vậy, sao chị không có cảm giác hứng thú nhìn ngắm nó? Đầu óc cứ mơ mơ màng màng, không tập trung. Lành biết nếu như Thả từ chối nói giúp thì nghĩa là tình bạn của anh và bạn cũng coi như chấm dứt. Từ ngày làm vợ bạn đến nay, chị chưa từng thấy anh ta có người bạn nào đúng nghĩa, bởi vì anh ta chỉ lợi dụng họ khi có cơ hội thôi, chứ có quan trọng tình nghĩa gì đâu. Chị tiếc những ngày ở Bảo Lộc với bà Năm và bà Tám, phải chi lúc đó anh ta chịu ra đầu thú, chấp nhận 8 năm tù. Mẹ con chị đàng hoàng ở với bà Năm thì giờ này chắc cũng có cửa người vững chắc. Bạn bày chi chuyện nhát rắn bà Năm để cuối cùng giờ muốn lên thăm con cũng phải đắn đo nhiều lần như vậy. Giờ đây khi đã tìm được nơi mua bán ổn định, dù có mưa gió bão bùng thì mỗi tháng chị vẫn bỏ vào túi 1 chỉ vàng. Cái ăn cái mặc của vợ chồng cũng chẳng phải lo. Anh ta lại tham lam 200.000 đồng của con cháu làm rớt để rồi bị kỳ thị, trong lòng ấp ủ nuôi mộng làm giàu để thân bại danh liệt, rơi vào tận cùng của sự thiếu thốn như hôm nay. Mặt mũi nào mở miệng ra cầu xin? Thả là người đã đem đến cho vợ chồng chị sự no đủ bằng quen biết của mình. Lành cứ day dứt mãi không dám đến gần bàn nhậu của hai người đàn ông. Chị phó thác cho bạn, muốn nói sao thì nói. Đến khi tiếng Thả sang sảng vang lên, chị lắng nghe rồi bước đến ngồi xuống bên bàn. Đã đến lúc phải đối diện với sự thật. Nghe sao vô lý vậy mày? Đúng là như vậy đó. Tao chơi với tụi nó lâu, tao biết nếu như không quá đáng, không bao giờ tụi nó cạn tào giáo máng vậy đâu. Đúng là lần này nó cạn tào giáo máng với tao thiệt rồi. Sống chung 1 năm mà chẳng lẽ không có chút tình cảm với nhau sao? Lại đến nỗi như vậy. Lâu lắm rồi tao có điện thoại hỏi thăm, nghe vợ nó nói thích vợ mày lắm mà. Ừ, thì nó thích vợ tao vì làm công làm mọi cho nó mà. Nhưng khi đụng chạm đến quyền lợi mới biết lòng dạ con người. Thả đăm chiêu suy nghĩ một hồi chợt hỏi, mày có điện thoại đó không? Bạn hồ hởi móc túi lấy điện thoại ra đưa cho Thả. Anh bấm số xong kêu vào tai, vừa đưa mắt nhìn Lành vừa nghe. Chị xấu hổ cúi gầm mặt xuống, không dám đối diện ánh mắt đó. Người bắt máy điện thoại bên kia đầu dây luôn luôn là Nga. Thím Minh à? Chú thím khỏe không? À, mùa này chôm chôm chín rộ rồi, măng cụt năm nay coi bộ cũng khá. Chưa, chỉ còn vài cây sầu riêng để dành ăn thôi thím. Lúc này hàng hóa chạy đều hả? Mình đi tỉnh thường xuyên không? Mấy anh của thím cũng khỏe hết chứ. À, vợ chồng thằng Bạt lúc này buôn bán khá không thím? Thả im lặng lắng nghe Nga tường thuật mọi việc một lúc lâu. Bạt phập phồng lo hết tiền trong điện thoại thì đến lúc quan trọng không nói được. Hắn nhìn mặt Thả thay đổi theo từng lời nói của Nga mà trong bụng đánh lô tô. Vậy sao? Bây giờ vợ chồng nó hứa với mọi người làm sao? Bao giờ sẽ giao tiền? Thả nghe một hồi, tuyệt không nói giúp một câu rồi tắt máy điện thoại trước vẻ bồn chồn của vợ chồng Bạt. Anh mím môi im lặng một lúc, Bạt sốt ruột hỏi, nó nói sao mày? Phản ứng của Thả nằm ngoài dự tính của Bạt và Lành. Anh đứng bật dậy lấy túi xốp đựng thịt vịt ban nãy, chút ảo đĩa vịt quay trở vào, chút luôn dưa leo nước chấm bánh mì vào túi, rồi quăng xuống bàn hét lên. Tụi bay mang theo cái này biến khỏi nhà tao. Nghĩ sao làm chuyện bẩn thỉu như vậy? Lại còn dám vác mặt đến đây nhờ tao nói giúp. Nói cái gì? Mày nhìn tao lầm rồi Bạt à? Nhân phi nghĩa bất giao, của phi nghĩa bất thừa. Loại người như mày xứng đáng làm bạn với tao sao? Biến nhanh ra khỏi khu vực này tức thì. Giọng Thả dứt khoát làm Lành điếng người trong nỗi tủi nhục. Bạt bất ngờ, nhưng hắn không dễ gì khuất phục trước thái độ khinh miệt của Thả. Mẹ mày, miếng cơm manh áo thôi mày, không ai phải cắm đầu làm tôi mọi cho nó hoài. Cũng phải tìm tương lai cho mình, tao còn 2 đứa con, phải tạo điều kiện cho tụi nó sống chứ. Mày cũng làm cha người ta rồi, sống lo cho mình không quan tâm con được sao? Ai cấm mày lo cho con? Ai cấm mày tách ra làm nhang riêng? Nhưng tại sao mày đi giành mối mang của người ơn? Tại sao
đi ăn cắp nhãn độc quyền của người ta. Giải thích sao, tao cũng không nghe lọt lỗ tai. Mày biến ngay cho tao nhờ, biến mày. Vợ chồng bạn đứng dậy quay lưng, thà nạt lớn. Xách cái này theo luôn, để đây mắc công ta đem quăng, chứ chó nhà tao cũng không thèm ăn thứ đồ mua bằng tiền bất nghĩa đó. Về đi, để lo chạy chợ bồi thường cho người ta. Tình bạn của tao với mày chấm dứt kể từ hôm nay nhen mày. Bạn như mày tao đắm đách chơi. Lành bộ miệng bạn kéo ra, không quên mang theo túi xốp có đựng thịt vịt quay mua để lấy lòng. Cuộc điều đình thất bại thảm hại. Lành nẫu ruột ra. Chị biết về quê lúc này không miệng mồm nào nói với các em của bạn và anh hai của chị. Hy vọng để họ giúp đỡ chút ít chỉ là mỏng manh thôi. Lành nhớ ánh mắt khinh bỉ của Thà mà nhói trong lòng. Từ nay phải nhớ đến nỗi nhục đó mà dáng làm người tốt. Lành chợt nghĩ, nếu như nói thật lý do để mượn tiền thì sẽ không ai chịu giúp mình, chỉ bằng cứ đặt điều nói chớ ra một lý do khác hợp lý hơn. Lành vội vã nói với bạn, tôi thấy vậy nè ông. Về mượn tiền, ông nói lỡ mượn chiếc xe xịn trong hãng nhang đi mua đồ, dựng bên ngoài tiệm bị chúng trộm mất, giờ phải gom tiền đền mới có thể trụ lại buôn bán. Mấy em giúp được bao nhiêu thì giúp, anh hai tôi cũng vậy, được bao nhiêu tới ngày đó mình đưa cổ bấy nhiêu. Người ta cần tiền thôi, cũng không ai bỏ tù vì mình có thiện ý trả mà ông. Vậy sao hồi nãy không nói với thằng Thà vậy, biết đâu vớt được nó vài chỉ. Anh Thà không nói dóc được vì cũng có lúc anh gặp họ thôi, còn gia đình mình thì không bao giờ gặp. Vậy đi nhen ông. Phải đành vậy thôi chứ biết sao. Với kế hoạch đó, vợ chồng họ gom được của các em bạn một cây vàng, anh hai và cha má Lành 5 chỉ, cộng với tiền của Lành nữa là vừa đủ 2 cây, đổi ra được 10 triệu đồng. Còn 3 ngày nữa đến hẹn tại ủy ban, Bạt xách xe chạy nhong nhong ngoài đường thì lần nữa hắn lại gặp được Quế Nhơn. Quế Nhơn của hắn là sinh mắt khói đèn, bạn tù đã từng chia sẻ phần cơm cho hắn. Bạt ngồi ăn cơm trong quán thì sinh dựng chiếc xe Honda 67 phía sau chở đầy hàng hóa, được giàng dịt cẩn thận bước vào quán, kêu dĩa cơm thịt kho trứng. Bạt sững sờ nhìn sinh, anh có vẻ mập mạp hơn trước và đôi mắt nhanh nhạy không còn khói đèn bao bọc lấy. Bạt định thần nhìn kỹ rồi buột miệng, sinh khói đèn. Sinh quay sang và mừng rỡ reo lên, chú Bạt. Hai người tới bắt mặt mừng như tri kỷ lâu năm gặp lại, hỏi thăm nhau tíu tít. Bạt được biết sinh sau khi ra tù thì không về ở với cậu nữa mà xin vào bán trà cà phê cho một cơ sở chế biến trà và cà phê. Ban đầu anh thuê nhà ở trọ, sau đó được chủ thương nên cấp cho một phòng. Bây giờ cuộc sống ổn định, anh chịu trách nhiệm giao hàng cho khu vực nội thành ăn lương, dành đi bỏ mối trà cà phê kiếm thêm thu nhập. Có người yêu rồi sang năm sẽ cưới, vì đang dành dụng tiền. Nghe Sinh nói, trong đầu Bạt lóe lên suy nghĩ, hắn cười cởi mở, mừng cho mày quá, mình trao đổi số điện thoại đi, chiều nay mày tranh thủ chạy lại chỗ tao chơi, gặp mày bà xã tao mừng lắm đó. Về tao nhắc mày với bà Hoài, bà nói trên đời sao có người tốt tới như vậy. Được chú, chiều thế nào con cũng ghé qua, chú cho địa chỉ con đi. Chắc nhen mày, để tao kêu bà làm món gì chú cháu mình lai dai. Bạt kể cho Lành nghe cuộc gặp gỡ với Sinh, sẵn kể luôn quan hệ của hắn và Sinh trong tù để Lành có cái nhìn tốt về anh. Hắn hy vọng sẽ vớt của Sinh một số nữa rồi trả dần bằng cách theo Sinh đi bán trà và cà phê trong những tiệm tạp hóa trước đây là mối nhang của hắn, dứt khoát không theo ngành nhang chết tiệt này nữa. Chiều Sinh y hẹn, anh mang tới một thùng bia lon, mồi là con gà giam nước dừa béo ngậy. Vừa nhìn thấy Sinh là Lành đã có cảm tình. Sinh chắc lớn hơn Trung 5-7 tuổi gì đó, đôi mắt buồn buồn, một vẻ sâu kín mà nhìn vào ai cũng cảm thấy nao lòng. Thằng nhỏ chắc có một quá khứ tồi tệ, chị cảm thấy mừng cho nó, đang có công ăn việc làm ổn định, không phải lệ thuộc cậu mợ. Chị thương hoàn cảnh của Sinh, chịu ở tù oan uổng để trả ơn cậu mình. Còn nhỏ mà biết chuyện như vậy, thế nào tương lai cũng sẽ khấm khá thôi. Bạt dắt Sinh qua nhìn căn phòng bị niêm phong, thấy Sinh có vẻ thắc mắc, hắn giải thích. Do tao sơ ý, làm mất chiếc xe của thằng bán nhang Trung, nên bị nó thừa, người ta niêm phong hàng hóa của tao lại, chờ đền xong chiếc xe mới được lấy ra. Sao vô lý vậy chú?
Niêm phong hàng hóa không cho mình đi bán thì tiền đâu mà đền. Bởi vậy mới nói mà mình thấp cổ bé miệng, nói ai nghe mày ơi. Tao với thím mày mới về quê mượn các anh em cộng với tiền dành dụm lâu nay, chỉ được một mớ thôi. Kệ bà, tới đầu tới, chưa biết sao giờ. Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí là vậy. Còn 3 ngày nữa, tới hẹn giao tiền rồi. Nếu họ thông cảm lấy nhang ra thì đỡ họa. Còn không thì chắc chịu chết. Tới chỗ con đi chú, con giới thiệu chú với chủ, lấy cà phê đi bán kiếm ăn được lắm chú. Tao cũng mong vậy, chứ bây giờ mặt mũi nào mà đi bán nhang nữa. Lại chỗ con mướn nhà luôn. Bà đã có kế hoạch trước nên trả lời suôn óng trước sự bất ngờ của Lành. Chuyện này không được, chủ nhà trọ là người đồng hương, kế bên nhà tao dưới quê, có tình có nghĩa lắm. Trước khi tao dọn lại đây, nó lấy phòng của người ta đang thuê cho tao ở, giờ đâu có bỏ nó được. Chuyện đó để từ từ tính đi. Ở đây gần chợ, tao đi bỏ cà phê, trà. Bà ở nhà lấy bọc xốp bỏ vòng vòng chợ kiếm tiền cá cũng đỡ. Và lại, tao phải ở đây để trả nợ cho người ta nữa. Vậy chủ phòng trọ này biết nhà cửa gốc gác của chú hả? Ừ, hàng xóm mấy mấy năm mà. Sinh suy nghĩ một chút rồi nói, họ đền chú tất cả bao nhiêu tiền? Họ nói chiếc xe trị giá 30 triệu. Xe gì mà giữ thần tiền vậy ông? Tao có biết đâu, họ quy ra vậy đó. Mới mua về chưa được một tuần lễ nữa. Thôi vậy đi, con có để dành được một số tiền định sang năm cưới vợ. Con cho chú mượn 2 cây. Mỗi tháng chú cố gắng trả con ít nhất 1 chỉ được không? Tết chủ thưởng tiền thì chú dùng tiền thưởng đó mua vàng trả cho con cũng được vài chỉ. Khoảng nào con cưới vợ sẽ báo trước chú. Lúc đó có uy tín với chủ rồi, chú mượn chút đỉnh chủ cho liền hả? Có gì con bảo lãnh cho chú. Chú thấy được không? Được mới hứa, đừng hứa đại nhen chú. Lành nghe Sinh nói mà thương đứt ruột. Thử con, chuyện buôn bán nay vậy mai khác đâu mà biết trước mà hứa. Nếu không tròn tiền, đâu con có cưới vợ, lỡ dở công việc của con hết, để chú thím tự lo đi. Bạt kín đáo quắc mắt nhìn Lành. Mày có suy nghĩ như vậy thiệt tình tao cảm ơn lắm. 1 chỉ hay hơn bây giờ tao có không hứa trước được, nhưng tao sẽ cố gắng hết khả năng mình. Mỗi tháng chi phí sinh hoạt trong nhà bao nhiêu, còn bao nhiêu tao đưa hết cho mày. Mày cũng yên tâm đi, tao sẽ tìm cái gì bán thêm, chứ trà và cà phê chưa chắc buổi đầu mà đủ sống. Còn bây giờ cũng không cần tiền lắm, để đây cũng cất mà thấy chú thím chạy vại thì thương. Mới gặp thím đây sao tự nhiên con cảm thấy thân như ruột thịt vậy. Còn tin chú thím không nỡ hại con. Trời đất ơi, mày nói gì vậy khói đèn? Người dưng nước lã mà mày tốt với tụi tao như vậy, bộ tụi tao là chó trâu gì sao không biết suy nghĩ. Thôi được rồi chú, thống nhất vậy đi. Mai con đem tiền tới giúp chú thím, còn 10 triệu nữa chú tính sao? Năn nỉ họ cho trả chậm chứ sao giờ. Trả chậm rồi lấy gì trả cho con ông? Sinh cười hà hà, rồi móc túi ra rút 2 tờ vé số, nâng bằng 2 tay đưa lên khấn. 2 tờ này con cho thím 1 tờ, nếu như trời giúp chú thì cho chúng. Chúng vừa đủ số tiền chú trả nợ người ta cũng được. Nếu ít hơn thì con bù phần của con vào, nhưng giao kèo trước nha. Phần bù là phần con cho mượn nhen ông. Mọi người cười vang. Sinh rút điện thoại ra dò số. Đúng là Bạt gặp được Quế Nhơn. Mỗi tờ số trúng 5 triệu đồng, 2 tờ vừa y 2 cây vàng. Vậy là hắn nợ Sinh tổng cộng 3 lượng. Hắn cũng đủ 30 triệu để trả cho Vạn Minh. Sau khi đã thanh toán sòng phẳng tiền bạc với họ xong, dứt khoát phải chửi vào mặt chúng một trận mới chút bớt cơn giận bấy lâu. 5 ngày sau, Sinh mua đồ nhắm tới chỗ Bạt. Hắn hẹn ngày mai sẽ đến gặp anh để ra mắt ông chủ cơ sở trà. Sinh điếng hồn khi 2 căn nhà trọ của Bạt đã đóng cửa then cài, giấy niêm phong căn phòng đã gỡ bỏ. Sinh tìm gặp bà chủ mới biết vợ chồng Bạt đã trả phòng trọ ngày hôm qua sau khi mướn xe tải chở toàn bộ đồ đạc nhang đèn cùng theo. Anh bấm điện thoại để gọi cho Bạt, nhưng hắn ta đã khóa máy. Sinh chua chát cười. Sinh cũng biết thêm về mọi chuyện. Đau nhất là anh đã lầm tin bà chủ nhà trọ có giày mờ rễ má với cặp vợ chồng ti tiện bỉ ổi kia. Sinh cười, cứ giữ mãi nụ cười trên môi dù trong lòng bộn bề bao nỗi căm hận. Rồi lại nghĩ, biết đâu họ rời chỗ để thay đổi môi trường sống và nếp sinh hoạt cũ. Anh chờ, chờ đến 2 ngày nữa để xem họ có liên lạc gì với mình không.
Lành ngồi cố sụ trong căn nhà mướn mới dọn tới, đồ đạc nhang đèn còn để lung tung chưa dọn dẹp. Nguyên căn nhà cấp 4 ở vùng ngoại ô Sài Gòn với đầy đủ phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà bếp và phòng ăn, toilet trong nhà với khoảng sân rộng, nền lót gạch bông sáng sủa, nhưng chị không cảm thấy vui. Bây giờ, nếu có ai đến ở chơi thì cũng có thể nghĩ căn nhà này là sở hữu của vợ chồng chị. Nhưng để làm gì chứ? Nhà cao cửa rộng đến đâu, khi ra đường phải luôn tránh né, sợ chạm mặt người này người kia, thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa? Lành buồn rầu, nhớ đến hôm trước ở ủy ban, năn nỉ ỉ ôi, Nga bớt cho một cây vàng chỉ bồi thường 5 cây. Nếu chỉ có vợ chồng mình, Nga, thì chắc chắn là chị sẽ được tọa nguyện, nhưng không phải mình đi chung, mà là Vũ. Anh ta nhất định không thỏa hiệp, chỉ đồng ý nhận 5 cây, và buộc vợ chồng chị phải ký giấy nợ lại 1 cây, 2 tháng sau phải trả. Anh ta đòi bản, photo hộ khẩu chứng minh nhân dân, nhờ ủy ban thị thực để lưu giữ. Lành đã bao phen toan móc ra trả hết một lần, nhưng bản quyết định nợ lại, nên chị đành nín lặng. Trên đường về chị ấm ức hỏi, ông không tự ái hả ông? Bạn trả lời tỉnh bơ, tự ái được gì? Để trong mình một cây vàng, đúng 2 tháng nữa trả cũng đâu có muộn. Ít nhất, nó cũng nghĩ mình giờ trắng tay rồi, nên sẽ không đề phòng. 2 tháng sau, đem cây vàng này trả, sẵn dằn mặt nó luôn. Bộ mày nói vậy là triệt được đường sống của tao sao? Hãy đợi đấy con. Ông lúc nào cũng sẵn trong lòng mầm gây chiến. Tôi thấy chỉ bằng, bây giờ mình cứ thanh toán sòng phẳng với họ. Sau đó, bán hết 3 cái nhang tồn, rồi dẹp nghỉ. Qua bên thằng Sinh bán trà, đắp đổi qua ngày. Ông lấy thêm túi xốp về. Tôi phân ra 100 gram, bỏ cho mấy người bán lẻ ngoài chợ cũng có cái ăn. Hừ, mần vậy thôi, tha về quê gói bánh cho rồi. Lên sống thành phố chi mang nhục. Về quê thì ông lại sợ bị ma nhát. Chứ sống kiểu như ông, tôi thấy hồi hộp từng ngày. Xuất giá tổng phu, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, lắm lời làm gì? Tôi biểu làm gì, làm ơn nghe dùng cái là được. Nghe lời ông, cho nên phải ra nông nỗi vậy nè. Bạn thấy Lành cứ ngồi bó gối hoài, không có tinh thần gì hết, biết chị đang buồn, nên liền hắn vuốt về. Thôi, lo cơm nước đi bà ơi. Lành bặm môi, chị cố ngăn những giọt nước mắt sắp lăn xuống mếu máo. Tôi thường cho thằng Sinh, người dưng nước lã, mà cầm đưa mình 2 cây vàng, tiền thằng nhỏ dành dụm cưới vợ, trúng số 10 triệu, đưa hết cho mình, mà ông nỡ nào dọn nhà đi không cho nó hay biết gì hết. Ở đời mà thất đức quá, trời đất nào chứng cho ông ơi. Bạt sửng sộ khi nghe Lành vừa nói xong. Mẹ, bà Nguyên rủa tôi à? Giờ mà gặp nó hàng tháng, phải trả nợ hết, mần tới bao giờ mới có dư? Chuyện ơn nghĩa từ từ tính sau đi, lo chuyện ngày mai của mình mới là điều quan trọng. Lỡ như ông đi bán ngoài đường gặp nó, rồi ăn nói làm sao đây? Lỡ như cái này, lỡ như cái kia hoài, chuyện đó bà để tôi lo. Nó không bao giờ tìm tới chỗ này được đâu. Mà bà lộn xộn quá. Nếu như bây giờ về chỗ nó mua bán, bà nhắm mỗi tháng trả nó 1 chỉ vàng, trả nổi hôn. Chừa nói tới mình buôn bán có khá giả, lên nó đòi thêm thì bà làm sao? Dốt tính mà bày đặt. Tự dưng nó móc túi đưa ông 2 lượng vàng. Có phải nó thương ông hôn? Em út ông chưa chắc gì chịu giúp ông vô điều kiện như nó. Nó không tính với mình, sao mình tính với nó chi vậy ông? Trên đời không ai vô cớ mà giúp ai bao giờ. Nhiều khi nó nhắm vô mình cái gì đó mà mình chưa biết được. Thôi thì tránh xa cho chắc ăn. Lành phủi đít đứng dậy khinh bỉ. Nói chuyện với ông mắc mệt. Ông làm gì đó thì làm. Bất quá tôi về quê, sống lam lũ cực khổ gì cũng được, miễn lương tâm không thể cắn dứt là được. Thấy vợ giận dỗi, bạt xuống nước. Chuyện đó để từ từ tính đi bà, lo buôn bán kiếm tiền trước cái đã. Lành lầm lũi đi dọn dẹp, chấm dứt cuộc nói chuyện. Bạt mặc áo vào, nói với vợ. Bà ở nhà nấu cơm, tôi chạy ra ngoài mua đồ ăn. Xong hắn xách xe đi, Lành đưa mắt tìm cái điện thoại di động của bạn. Chị thấy hắn để trên túi xách quần áo, bèn nhanh chóng cầm lấy và tìm số của Sinh. Chị nhẩm cho đến thuộc lòng, rồi trả nó về vị trí cũ. Lành đã quyết định rồi, để chuộc lại lỗi lầm của chồng, chị phải tìm cách liên lạc và an ủi thằng nhỏ. Nếu ai mà đối với bạn kiểu như vậy,
Hắn dám đi giết người ta lắm, chứ chẳng chơi. Hoạn nạn mới thấy chân tình. Chân tình của sinh như vậy, chỉ có những kẻ tán tận lương tâm mới giở trò phản phúc. Hôm sau, bạn đi bán nốt khoản nhang còn lại, thì lành khóa cửa nhà, đi lần ra chợ nhỏ gần đó để điện thoại cho sinh. Sinh mừng rỡ và cảm động khi nghe tiếng lành. Chị nói với sinh là dọn nhà về chỗ này, chị cũng chưa biết là đâu. Chờ bạn đi bán vài hôm cho hết mớ nhang, rồi sẽ tìm đến sinh. Cứ yên tâm, đừng lo nghĩ nhiều, chú thím không bao giờ vô ơn bạc nghĩa với con đâu. Sinh cười, con biết mà, lần đầu tiên gặp thím con đã tin như vậy. Thôi chú thím cứ lo giải quyết cho xong công chuyện đi, nói chú đừng có tắt điện thoại, để khi nào rảnh con tới chơi nghe thím. Lành về nhà, chị không biết phải khuyên bạn như thế nào. Hắn ta mà biết chị điện cho sinh, chắc chắn sẽ không tha cho chị. Nhưng kệ, đâu thể nào làm khổ thằng nhỏ được. Chị cũng chai sạn rồi, và cũng không còn sợ gì nữa. Phải dừng anh ta lại kịp lúc, chứ cái đà này, trước sau gì, anh ta cũng sẽ gây ra bao nhiêu chuyện động trời nữa, chứ chẳng phải chơi. Chiều bạn đi bán về, Lành dọn cơm xuống nền nhà vì chưa có bàn ghế gì. Trong bữa cơm, Lành nhỏ nhẹ nói, tôi điện cho thằng Sinh rồi ông, năn nỉ nó, nói nó chờ ông bán hết nhang rồi qua chỗ nó lấy cà phê và trà đi bỏ mối. Bạn trợn con mắt còn lại lên, dằn chén xuống gạch cái rầm. Gì, bà chỉ chỗ cho nó luôn rồi hả? Lành gật đầu. Bạn thất đổ mâm cơm đứng dậy, vung tay đấm vào không khí. Mẹ bà, có còn vợ ngu thiệt tức mình. Bà làm vậy khiến tôi vào chỗ chết mà. Bà ngồi không ở nhà, ngày lo có hai bữa cơm, đâu phải như tôi giang lưng trâu chạy nhong nhong ngoài đường, buôn bán cực như chó, mưa nắng dãi dầu. Bà sợ làm nhang chứ gì, kêu tôi đi bán trà để bà rảnh rang chứ gì. Ông nói vậy mà nghe được, chỉ là tôi xấu hổ với thằng con nít. Nó nhỏ mà sống có tình nghĩa, còn mình thọ ơn người ta, lại đê tiện như vậy, mặt mũi nào mà đứng trong trời đất nữa. Chà, cào cả quá hen, có làm ra được đồng bạc nào đâu mà bày đặt lên giọng thầy đời. Phải ông đừng chứng lên, giờ tôi mỗi tháng vẫn có được 500.000 tiền lương, tại ông tham cái nhỏ mà bỏ cái lớn. Ông làm bao nhiêu chuyện mà lương tâm chẳng chút cắn rứt sao? Im cái họng chó của mày lại chưa? Nói một hồi ta bộp vô mặt bây giờ. Thứ đàn bà á quyền chồng, còn nên thân nên hình gì đó. Ở với đứa ngu như mày, đời tao coi như tàn. Vậy ông bỏ tôi đi. Mày muốn vậy lắm phải không? Mày chán chê tao lắm phải không? Nói mẹ ra đi cho dễ tính. Tôi không có ý gì hết đó. Chỉ là tôi thương cho thằng nhỏ có tình nghĩa, bị ông gạt thôi. Bằng mọi cách, ông phải chịu trách nhiệm về lời hứa đó. Mẹ nó, mắc mệt. Bạn mặc đồ vào rồi xách xe ra ngoài, không thèm nói với vợ đi đâu. Lành chán nản dọn dẹp mâm cơm văng tung tóe, không thiết để ăn uống gì nữa. Chập tối bạn về, hắn đã có rượu trong người. Lành vẫn còn ngồi đó, ngồi trên chiếc chiếu chị trải sẵn làm chỗ ngủ tại phòng khách thay vì vào phòng ngủ. Bạn liếc nhìn vợ rồi xả xuống. Thôi được rồi bà, giận quá mất khôn. Bà muốn tôi về chỗ thằng Sinh lấy đồ đi bán, tôi cũng nghe lời bà. Nhưng để giải quyết xong hết nhang, rồi có một số tiền, mình tới đó mua đứt bán đoạn, đem về nhà đi bán. Hết tới mua nữa, không cần phải lệ thuộc ai. Tôi tính vậy, bà chịu hôn. Tùy ông. Sao lại nhạt vậy? Bà phải vui vẻ ủng hộ tôi chứ. Lành không tin bạn, không bao giờ tin hắn nữa. Bấy nhiêu cũng đủ mệt với con người này rồi. Nhưng chị cũng không có đủ dũng khí để chia tay với hắn ta, vì còn hai đứa con chung. Lành chạy lòng nhớ đến Trung, giá nào chị cũng phải đi Bảo Lộc một chuyến. Mấy hôm sau, chờ cho bạn bán hết nhang còn tồn, Lành mạnh dạn nhắc lại việc điện thoại cho Sinh để hẹn anh tới nhà. Bạn lừng khừng, đầu dễ gì bán hết sạch nhang được bà, cũng phải làm thêm vài thứ để bán cùng chứ. Ông cứ lần lỡ hoài, biết chừng nào mới hết nhang. Hết cái này, ông thêm cái kia hoài cũng vậy thôi. Chứ còn cả đống đây, để ăn hay sao? Cứ để đó, bao giờ về quê, đem về cho gia đình bà con lối xóm đốt. Tốt quá, nợ ngập đầu, còn làm cái kiểu chảnh chó. Tôi nói vậy đó, ông nghe không nghe thì thôi. Mai tôi đi Bảo Lộc, ông ở nhà tự quyết định đi. Ừ, bà đi đi, đi cho thoải mái tâm trí, chứ lẩn quẩn trong nhà đầu óc. Cứ nghĩ chuyện gì đâu không, chỉ tổ làm tôi rối thôi. Vậy là hôm sau, Lành thu xếp đi Bảo Lộc một chuyến, chị biết.
nếu như Trung sống ngoan ngoãn ở đó thì chị sẽ được mọi người đón tiếp, còn ngược lại thì Lành không dám nghĩ tiếp. Chị tin Trung sẽ ngoan, nó vốn dĩ là thằng biết nghe lời, bởi vì lúc trước do thiếu thốn mới sinh ra trộm cắp vặt, bởi vì không có cha ở cạnh nên tự ái, hễ ai nói động đến là xem như người ta xúc phạm mình. Lành bỗng nhiên thấy buồn quá đỗi, chị cảm nhận được chồng mình không có một chút băn khoăn áy náy về những việc làm sai quấy của hắn ta. Người như vậy sao có được lòng tin tuyệt đối với đối phương mà hy vọng một bước đổi đời. Chị xấu hổ với vợ chồng Nga, xấu hổ với Thà, xấu hổ với Sinh, là những người ơn mà nếu như bạn không phản phúc thì chị và hắn sẽ có những tình bạn tuyệt vời từ những con người này. Nhưng tiếc để mà tiếc thôi, mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa rồi. Lành đến Lộc Thành vẫn còn sớm lắm. Chị nghe tim mình đập tủi thủi trong lồng ngực, nhớ con quá nên đành phải liều thôi. Chị biết đâu hai bà má vẫn còn ấn tượng xấu với chị, nhưng người ta là bề trên chắc cũng không nhỏ nhặt vậy đâu. Bằng chứng là đã chấp nhận chung của chị rồi đó. Lành đi bộ vào xóm của hai bà. Chị rụt rè và cố tình đi nhanh để không phải gặp người quen. Đến nhà bà Tám, Lành bối rối khi có mặt bà Năm ở đó. Chị thu hết can đảm bước vào. Con chào hai gì? Hai bà châu chân mày lại nhìn Lành cho kỹ. Chừng nhớ ra bà Năm có vẻ phật ý. Mẹ thằng Trung hả? Sao tới nay bay mới lên? Lên có chuyện gì hay không? Lành lấy làm lạ. Sao bà lại hỏi vậy? Dạ, trước con lên thăm dì Năm và dì Tám, sau thăm thằng Trung. Nó đi hơn một năm mà không có tin tức gì, làm cho con lo quá. Bà Tám ngạc nhiên ngó sững Lành. Ủa, nó không có về dưới sao? Lành hoảng hốt. Nó không còn ở đây nữa sao gì? Bà Tám lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Nó ở đây được có 6 tháng thôi, ban đầu cũng ngoan hiền dễ thương lắm, sau quen nước quen cái mới cặp bồ với con người ta. Nhỏ đó cũng coi được gái và hiền nên tao làm thinh cho quen. Ai dè sau đó lần la với đám nhâm lý, vừa ở tổ ra được mấy năm, bị ăn bùa mê thuốc lú gì mà ăn ở với con người ta xong rồi đòi chia tay, liền tức khắc đi quen đám con cháu gì của bọn đó. Hồi mới lên nhất nhất mọi chuyện đều nghe lời tao, sau khi có đám nhâm lý rồi thì chấm chờ chấm chất tối ngày ở chỗ bọn nó không. Tao dậy không được, nói cũng không nghe, rồi hỏng biết mắc cái chứng gì. Bữa đó về thu xếp quần áo nói với tao là bà nội bệnh nặng, tao điện về thăm thì bà có bệnh thiện nên để nó về không báo lại cho chỉ hay. Ai dè nghe người ta học lại là nó ngồi xe du lịch đi chung với đám đó, có con bổ mới của nó nữa. Mới đây tao điện về hỏi thăm sức khỏe mẹ bây thì nghe chỉ mất rồi. Thay vậy tao cũng không nói chi chuyện thằng Trung để tự nó nói. Ai dè nó không có về dưới à? Lành nghe như sét đánh bên tai. Trung đi đâu sao không về nhà? Trời ơi, dính vô cái đám nhâm lý thì còn gì thằng con khở dại của chị nữa. Không được, bằng mọi giá chị cũng phải tìm cho ra Trung. Lành vội vã hỏi. Nhâm lý còn ở đây không gì? Dọn đi đâu luôn rồi? Ở đâu đây có mần ăn gì được nữa mà ở? Ủa, cái thằng đó không về nhà, vậy nó đi đâu cả? Theo luôn bọn đó thì kể như tiêu đời. Rồi bà chuyển giọng buồn so. Cũng mấy tháng sau ta mới hay tin chị Trang chết. Tính xuống dưới đốt cho chị cây nhang, nhưng đám con nó không cho đi xa một mình. Với lại bà Năm sau trận đó sức khỏe yếu hẳn nên ta lúc nào cũng kể cận bên bà. Tính ra còn bầy, cái gan nó cũng bự lắm. Tao cảnh cáo với nó hoài mà nó có thèm nghe đâu. Tao kể nó nghe vụ bọn đó thuê người đánh bà nó trên đồi trà mà nó cũng làm thinh. Thằng khó dạy quá. Trong đầu Lành bây giờ đang rối nùi, không còn tâm trí để lắng nghe hai bà nói chuyện nữa. Chị nhặt mấy món quà mua lên biếu hai bà rồi xin phép về ngay cho kịp chuyến xe. Bà Tám cầm lại. Thôi, lên tới đây rồi, ở lại chơi một đêm mai hãy về. Dù sao nó cũng đi gần cả năm rồi, trễ một ngày có sao đâu. Mà bây giờ biết nó ở đâu mà kiếm. Dạ, còn về nói cho bà nó hay, để ảnh liệu tính coi. Bây giờ con dối hết rồi. Thằng chồng ra tù, rồi bây giờ tụi bay làm gì? Còn gói bánh cho ảnh đi bỏ mối gì à? Sao tao nghe thằng Trung nói tụi bay đi Sài Gòn kiếm công chuyện gì làm? Lành nói dối tỉnh bơ. Tính vậy đó gì, nhưng đất lạ khó sống quá, tụi con về quê cho ổn định. Dạ thôi, con thăm thấy hai dì khỏe là mừng rồi,
giờ xin phép gì về liền nghe gì. Lành đi như bay ra khỏi nhà bà Năm, khuất tầm nhìn của hai bà chị bắt đầu khóc. Thằng Trung bây giờ biết nó ở đâu mà tìm đây trời. Đúng là cha nào con nấy. Ở nơi xa lạ này cũng không biết nghe lời người lớn, không biết phân biệt kẻ xấu người tốt thì làm sao đây. Hai con Mụ Nhâm và Lý là hai đứa ác quỷ, chuyện gì mà họ không dám làm? Bắt xác thằng con của chị để làm gì đây trời ơi. Trên xe trở về, Lành suy tính nát óc, vẫn không biết cách nào tìm ra con. Chẳng lẽ vợ chồng chị trả báo cho tội lỗi của bà gây ra với bà Năm cũng tại mảnh đất Lộc Thành. Nghe Lành thuật lại toàn bộ sự việc, bà phát chửi đồng lên. Khốn kiếp, thằng chó chết, chuyện gì mà phải khăn gói chạy theo hai con quỷ cái đó. Nó muốn vợ thì cũng phải được sự cho phép của cha mẹ chứ. Tao mà tìm được, tao đập gãy giỏ nó. Còn hai con Mụ kia, coi tao trị nó ra sao nghen. Trời ơi, tôi lại ông, lo tìm con cho tôi đi, bớt gây hấn lại cho tôi nhờ. Mẹ nó chứ, bọn nó giở trò đó mà bà kêu tôi nhịn hả? Giết hết tụi nó rồi, ở tù chung thân tôi cũng chịu. Nói thiệt với bà hả, bộ muốn đụng tới con tôi dễ lắm sao? Người ta đâu có trói nó bỏ lên xe, nó ung dung đi chung một cách tự nguyện mà. Ông lo đi tìm nó dùng tôi, đừng có tính toán gì nữa. Nó mẩn ăn đàng hoàng thì thôi, nếu làm chuyện phi pháp thì kêu nó tố cáo họ là đã trừng trị họ rồi. Đám đó mà mẩn ăn đàng hoàng, tôi làm con bà. Đêm đó, Lành không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh Trung lởn vởn trong đầu. Thằng thiệt là liều lĩnh, mới từng ấy tuổi đầu, biết gì là giang hồ hiểm ác, lại không nghe lời người lớn, chạy theo đám tà ma quỷ quái, còn gì là tương lai. Con ơi là con. Lành đau khổ nghĩ đến hậu quả xấu nhất, vái van sao đừng có chuyện gì xảy ra. Sống bên cạnh đám nhân Lý thì nguy hiểm không thể lường trước được. Mà nó đi đâu chứ? Đi đâu mà cả năm nay chớ hề một lần về thăm nhà, coi ông bà cha mẹ ra sao? Chẳng lẽ nó bị lũ kia khống chế không cho ra khỏi vùng kiểm soát của chúng? Biển người mênh mông, biết con của chị ở đâu mà tìm? Lành ân hận cho quyết định của mình đã đưa Trung đi bảo lộc. Phải chi chị để nó ở nhà với bà nội thì chuyện đâu đến nỗi. Cũng tại mình nhỏ nhen ích kỷ, không muốn dính líu tới bên chồng mới ra cớ sự. Nước mắt Lành chảy tràn ra ướt cả gối, chị thút thít khóc. Nghĩ lại, có phải do vợ chồng mình đã làm biết bao điều không phải nên bây giờ bị trả báo chăng? Gì mà khóc hoài vậy bà? Tôi lo cho thằng Trung. Lo thì được gì chứ, mỗi người đều có phần số, tránh cũng không được. Tại tôi đang không nghĩ tới chuyện gửi nó lên bảo lộc chi hôn, bởi vậy mới kêu là phần số. Nó khiến xui như vậy, cãi cũng không được, bà thấy hồn. Hổng lẽ mình mất con sao ông? Nó còn sống tự khắc có ngày quay về. Con trai mà, hư đốn chi đâu mà lo. Lành im lặng một lúc rồi tìm cách khuyên bảo chồng. Tích đức cho con đi ông. Mai tìm thằng Sinh đi, qua chỗ nó lấy hàng về bán như ông tính vậy đó, cho nó yên tâm. Nó hết tin mình rồi, giờ nó biết tôi nói láo vụ bà chủ phòng trọ có quen biết với mình nên cũng dè chừng rồi bà ơi. Cái đó ông để tôi lo cho, bất quá nói tại bà sợ liên lụy nên nói vậy thôi. Chuyện đó từ từ tính đi. Không, tính liền ngay sáng mai luôn. Ông cãi tôi thì ông cứ ở lại đây một mình, tôi về quê gói bánh bán cũng nuôi được thân. Tôi không muốn làm chuyện gì khuất lấp nữa đâu, sống đơn giản cho đầu óc nhẹ nhàng chút ông ơi. Bà lại muốn bỏ tôi nữa rồi. Ông không nghe tôi thì ở với ông còn ý nghĩa gì nữa? Được rồi, tôi nghe lời bà, mai tôi điện cho thằng Sinh liền, bà chịu chưa? Đúng là Sinh mặc dù không còn tin tưởng bà như trước, nhưng anh vẫn vui vẻ đối xử với vợ chồng họ. Anh dẫn bà đi gặp chủ cơ sở trà cà phê để hắn lấy hàng. Được cái, bà mua bằng tiền mặt nên giá cả cũng được ưu đãi. Bà buôn bán bình thường vài tháng thì vô tình gặp lại con trai. Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa đô thành Sài Gòn cùng với vẻ giàu có sang trọng của Trung làm bà trở thành một kẻ tán tận lương tâm ngoài sức tưởng tượng của Lành. Bà cũng đã cố gắng tranh thủ những mối nhang cũ để giao trà cà phê cho tiệm tạp hóa. Trên đường đi bán, hắn cũng gặp lại những người ở cơ sở nhang Vạn Minh và cũng có khi đụng mặt trong tiệm, nhưng tuyệt đối chẳng có ai chào hỏi hắn mà còn làm ra vẻ không quen biết.
Bạn không quan tâm đến họ có chào hỏi mình hay không, kệ, mày không quen còn đỡ cho tao. Nhưng hắn biết chắc là nếu còn theo con đường buôn bán này thì bắt buộc phải trả cho Nga một lượng vàng mà hắn đinh đinh là có thể quỵt được. Bán trà và cà phê thì cũng tạm được thôi, cũng chỉ đủ để chi phí tiền nhà trọ, điện nước và cơm ngày hai bữa. Được cái, Lành cũng chịu khó đi bỏ mối túi xốp, giáp chợ, ngày cũng kiếm được chút đỉnh dư ra. Trước tình cảnh đó, Sinh đồng ý cho hắn chậm lại vài tháng mới bắt đầu trả góp. Lành mang ơn và thương yêu Sinh như con trong nhà. Có làm món ăn gì ngon cũng điện thoại rủ rê anh tới. Dần dà, Bạt cũng không còn e ngại hay đề phòng gì Sinh nữa. Đúng 2 tháng, hắn mang tiền đến ủy ban để gửi trả lại Nga, ký nhận giấy tờ đã trả hết tiền bồi thường, rồi ra về. Hắn tránh mặt chạm mặt Vũ, không giống như đã nói cứng với Lành là dạy cho họ một bài học. Bạt ổn định mối mang xong, dần dần mở rộng thị trường. Lúc này, hắn bỗng đâm ra tiếc cho con mắt của mình. Có một mắt dễ bị kẻ thù nhận diện và mất đi vẻ thật thà, trung hậu, đánh lừa người khác. Nếu như có đủ 2 mắt như xưa, vốn dĩ hắn là một người đẹp trai, có vẻ ngoài đàng hoàng, khiến cho đối phương tín cẩn. Đằng này mất đi một mắt, chỉ còn có một nên hay hấp háy, nét gian manh không lẫn vào đâu được. Tự bà cũng cảm thấy, chứ đừng nói chị ai. Một ngày định mệnh khiến xui bạn bán gần hết hàng trên xe, hắn thong thả vừa chạy vừa ngắm phố, định bụng sẽ kiếm gì ngon về bồi dưỡng vợ và nịnh Lành vài câu, cảm ơn chị đã không bỏ rơi hắn lúc cùng cực nhất. Đảo mắt ngó quanh quần, bỗng bạt khựng lại. Ai in như thằng Trung? Chẳng lẽ nào thằng con của hắn này được 20 tuổi, còn tên này có khoảng 25, nhưng sao giống nó quá đỗi vậy? Càng không phải, tên này nhuộm tóc vàng hoe và có đeo bông. Thằng Trung thì không thể nào như vậy được, mà cũng chưa biết chừng nó đi theo đám nhâm lý thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bạt dán mắt vào gã thanh niên mà hắn nghi là con trai mình, càng nhìn càng thấy đúng mà cũng càng thấy sai. Đúng mắt mũi mồm miệng là của thằng Trung, nhưng sao nó đẹp trai phong độ vậy? Đúng tướng tá của Trung, nhưng sao lại là một thanh niên hẳn hoi? Tên này ăn mặc đẹp sang trọng, tóc vàng chóe, 2 lỗ tai đeo bông, cổ chơi sợi dây chuyền vàng bằng ngón tay cái, vàng thiệt chứ không phải đồ dỏm đâu. Nó bước đi ung dung vào một nhà hàng sang trọng sau khi đưa chiếc xe bóng mỏng cho phục vụ dắt đi. Phong cách sành điệu như tay ăn chơi thứ thiệt. Bạt nghe máu trong tim mình sôi lên. Đúng là nó chứ chẳng ai. 1 năm qua sống bên cạnh cái đám đó, chắc mẹ đã dạy như con của hắn rồi. Nếu đúng đó là Trung với bề ngoài như vậy, chắc chắn Lành sẽ khóc chết. Bạt quyết định đi theo dõi nó, không thể nào bỏ qua, vì nếu như vụt lần này, biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại. Hắn vội vã gửi xe rồi đi vào nhà hàng, mặc kệ quần áo xốc xếch, người đầy mồ hôi. Bạt dễ dàng tìm ra Trung, gã đã loay hoay bên cạnh cô gái trẻ đẹp đứng bên quầy thu ngân. Hai người có vẻ thân mật lắm. Bạt chọn bàn khuất tầm nhìn của gã, nhưng hắn tiện quan sát, ngồi xuống gọi một đĩa mực nướng sa tế và vài lon bia. Gã không ngồi bàn mà lăng sang đầu này đầu nọ. Bạt kín đáo nhìn, hắn đánh giá được Trung là người quen trong nhà hàng và nhất là có mối quan hệ gì đó với con nhỏ thu ngân. Càng nhìn, Bạt càng khẳng định đó chính là con trai mình. Hôm nay bất cứ giá nào cũng phải hỏi cho ra lẽ và lôi đầu nó về chịu tội với mẹ nó. Bạt uống tới lần bia thứ 5 thì coi mòi Trung có ý định về. Hắn bèn kêu tính tiền rồi ngồi chờ Trung đi ra. Khi Trung sắp bước ra cửa thì hắn gọi khẽ, Trung. Gã giật mình quay ngoắt lại, đúng là Trung rồi. Bạt mừng thầm, Trung cũng phát hiện ra bà mình. Nó bước tới nói nhỏ vừa đủ cho hắn nghe, con chở ba ở ngoài. Rồi vội vã bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Bạt cuống lên, hắn sợ Trung bỏ chạy thì chiếc xe của hắn không tài nào đuổi kịp xe Trung. Nhưng Trung không bỏ chạy, nó đứng chờ ba nó trước cửa nhà hàng, đưa mắt ra dấu chạy theo nó. Trung chạy thật chậm cho Bạt theo kịp. Trung dừng xe trước một quán cà phê lớn, cả hai gửi xe rồi tìm bàn khuất xa trung tâm quán ngồi xuống. Vừa ổn định chỗ xong, Bạt đốp liền. Một năm nay mày đi đâu sao không về nhà? Mày hay bà nội mất rồi không? Trung hốt hoảng. Bà nội mất rồi sao ba? Mày thiệt khốn kiếp, tại sao đang ở Bảo Lộc mà giờ có mặt ở đây? Ba Tám đuổi mày hả?
không ai đuổi con, tại con không thích sống trên đó nữa, nên nói láo với bà Tám là về quê thăm nội rồi lên Sài Gòn làm ăn. Làm ăn cái giống gì? Làm gì tạm thời bà Khoan biết, nhưng con cũng nói thiệt cho ba hay, con định mua căn nhà ở đây đó. Gì? Ở đây mà mày cũng mua nhà nổi nữa sao? Sao lại không nổi chứ? Con bây giờ có rất nhiều tiền. Mày mần cái nghề gì mà có nhiều tiền? Đừng nói làm chuyện phi pháp nhen. Phi pháp gì ba ơi? Chuyện gì có tiền là con làm liền. Vài năm sắm nhà sắm xe rồi trụ lại cũng không muộn. Con chưa được 23 tuổi mà. Sở dĩ con chưa mua là vì tuổi con còn nhỏ, làm gì có nhiều tiền như vậy mà mượn người ta đứng tên thì sợ này sợ kia, đâu có ai đáng tin tưởng đâu ba. Con đã định đem tiền về cho ba mẹ mua chút đỉnh đất dưới quê, nhưng không tách ra được một ngày để đi. Còn địa chỉ nhà mình thì biết ba mẹ bây giờ ở đâu mà gửi. Nhưng mà mày mẩn cái nghề gì, sao không có nói ra? Cứ úp úp mở mở hoài như vậy, mày đeo dính vô hai con mẹ Nhâm Lý là coi bộ không làm ăn lương thiện rồi. Ủa, sao ba biết con có dính líu tới hai bà đó? Ba có lên Bảo Lộc rồi hả? Chẳng lẽ để mày ở nhà người ta hơn một năm trời không có tin tức gì mà ba mẹ làm thinh hay sao? Đi gặp bà Tám xong, về mẹ mày cứ như người chết rồi. Tao nói, hễ gặp mày ở đâu là đánh ở đó. Thứ còn gì không biết ông bà cha mẹ quê hương xứ sở gì ráo trọi. Còn có nỗi khổ mà ba. Nỗi khổ gì? Mày nói tao nghe coi. Trung chở bộ ngồi xuống, nó bình tĩnh nhìn vào mặt ba. Chuyện của con dài dòng lắm, từ từ kể. Bây giờ ba nói về ba mẹ đi, lâu nay làm ăn ở Sài Gòn ra sao? Bà ngạc nhiên khi nghe giọng điệu của Trung. Nó hỏi như người lớn thứ thiệt chứ không ngây ngô như thằng bé 20. Bà im lặng một chút rồi từ từ kể cho nó nghe về mình. Đương nhiên, hắn chỉ nói về những khuyết điểm của người khác, tuyệt không hề nhận ra mình sai. Trung chăm chú lắng nghe, xong nó ôn tồn nói. Ảnh sinh tốt thiệt, bây giờ con cho ba tiền, về trả hết một lần cho ảnh. Bà nói trúng số hay gì đó, để có số tiền lớn, để con thuê cho ba một căn nhà, có kho chứa hàng. Ba lấy thật nhiều trà và cà phê vào, bán được bao nhiêu thì bán. Còn lại ba tấp hết vào kho chứa. Chuyện này đừng để mẹ con biết. Với hai bên nhà, người ta chỉ nghĩ là bà mua mày bán đắt thôi. Mày muốn tao rửa tiền cho mày sao? Không không, nếu như bà không làm vậy, thì tiền đâu ba mua nhà ở Sài Gòn? Dựa vào đồng lời cắt cùng, chỉ vừa đủ ăn thôi sao? Sáng ba đi bán, chưa về xe không? Chiều đi lấy đẩy xe hàng về, cứ như vậy, dư là mấy hồi. Vậy số hàng tồn ta làm sao? Bà bỏ mối giá rẻ, chủ yếu không cần lời, chỉ cần chạy hàng. Thiếu đủ con bù tất cho bà. Từ nay có con rồi, bà cứ làm văn nghệ cho vui. Cái ăn cái mặc để con lo, nhưng bà phải nhớ, bí mật này chỉ có cha con mình biết thôi. Tạm thời, bà đừng nói với mẹ là gặp con, để đến lúc cần gặp thì con sẽ tìm ba mẹ. Mày vẫn chưa nói cho tao biết hiện mày làm gì. Con đang giao hàng cho hai nhà Nhâm Lý, hàng rất mạnh, mỗi ngày đi mấy chuyến, cho nên con không có thời gian về quê là vậy. Mà giao hàng gì? Sao không nói huỵch toẹt ra, cứ úp úp mở mở hoài vậy? Con cũng đâu có biết hàng gì. Bà đóng thùng kín mít rồi đưa con trở đi. Thường thì là những khúc vải xịn hoặc quần áo, có khi là trái cây để biếu tặng ai vậy đó. Vậy thôi hả? Vậy sao mày có nhiều tiền được? Bà cho con, và những người làm ăn với bà cũng hào phóng lắm. Nhận được hàng bao giờ cũng cầm cho con bạc triệu, tiền con mua vàng hết. Nói nghe ngộ quá hen, có khi nào trong đó đựng hàng quốc cấm hôn? Quốc cấm gì ba? Trung kéo dài câu hỏi ra vẻ chế giễu. Quốc cấm mà dám đưa cho con chạy ngời ngời ngoài đường à? Bởi vậy mới sợ, như ma túy chẳng hạn. Trung thoáng biến sắc, nhưng nó nhanh chóng bình tĩnh trả lời. Sao lại ma túy được chứ? Nếu họ buôn bán thứ đó thì ít ra trong nhóm họ cũng có người vướng vô. Con có thấy ai nghiện xỉ ke ma túy gì đâu ba. Mà ba cũng đừng lo cho con, con bây giờ kinh nghiệm đầy mình rồi, luôn lách gì cũng là nghề của con mà. Vậy tụi nó có biết mày là con tao không? Biết chứ ba. Nhưng mấy bà nói với con là trước đây ba và bà có chút hiểu lầm. Tại thương trường mà, giành lãnh thổ là chuyện bình thường thôi. Bà có lỗi với ba nên bây giờ chuộc lỗi bằng cách tạo công việc cho con kiếm tiền báo hiếu nè. Vậy sao mày chưa lần nào về hết vậy? Con bận chúi nhủi bà, không tách ra được một ngày.
Bà thấy con nhỏ Thu Ngân hồi nãy không? Nó là bồ của con. Tụi con sống như vợ chồng trong một căn nhà đẹp, nhưng con không có thương nó. Nó là cháu kêu bằng cô của con mẹ Nhím. Nó mê con lắm, và con bị kẹt đạn nên phải ở với nó. Con nhỏ này là quỷ sống chứ không phải người ta. Chừng nào con tách họ ra được là con bỏ nó cái rục. Có con cái làm sao mà bỏ? Con đâu có ngu mà có con với nó ba. Con mà chính thức cưới vợ là phải có ba mẹ đứng ra chủ hôn, và vợ con phải hiền lành như mẹ vậy mới được. Lấy con nhỏ này về, nó làm má cả nhà mình luôn à. Nhiều khi ghét muốn rách nó bạt ra, nhưng sợ nó làm rùm lên, mất chỗ dựa nên ráng nhịn. Nhịn giết nó muốn làm mẹ con rồi. Sao ta không tin hai con nhỏ nhâm lý làm ăn đàng hoàng nhân mày? Kệ bà họ ba ơi, có gì con cũng lo chạy trước. Lỡ như tình trạng xấu nhất thì mình cũng có nhà có cửa cho ba mẹ dưỡng già rồi. Con còn trẻ, có tù tội gì thì cũng có ngày ra làm lại cuộc đời. Nghĩ như vậy nên con không biết sợ gì hết. Bà chua chát im lặng. Hắn không biết phải khuyên con như thế nào. Thằng liều mạng quá. Lỡ như nó tiếp tay cho đám ôn thần đó buôn bán ma túy thì sao? Ở tù như chơi, mà với số lượng lớn, nguy cơ tử hình rất cao. Hắn lại có thể làm thinh cho con mình đi vào đường chết à? Phải nói một câu gì đó mới được. Bà mím môi suy nghĩ một lát rồi dứt khoát. Dẹp chuyện làm ăn phi pháp đó lại đi. Tao vừa mới bị một cú xém chút tán ra bại sản rồi. Bây giờ mày có một mớ tiền, hay là mình về quê mua miếng đất ngoài chợ, rồi mở tiệm tạp hóa buôn bán gì đó, sống cũng làm cha thiên hạ rồi. Sống như mày vậy hồi hộp chết mẹ biết không? Bậy nè, giờ con hưu chưa được đâu. Họ còn cần con. Con đi đâu họ cũng kiếm ra hết á. Bà đừng có lo, con thủ sẵn hết rồi. Khi nào có động nhắm không tránh khỏi thì con âm thầm đi báo với chính quyền tóm cổ họ, vu cho họ là gài bẫy con đi bỏ hàng cấm. Chứ con chỉ biết giao quần áo vải vóc theo lời chủ thôi. Hàng cũng chính tay họ đóng chứ đâu phải con. Bà yên tâm đi, miễn ba đừng nói với mẹ hôm nay gặp con là được. Đám đó biết quê quán mày không? Nhớ hồi đó ba nói mình ở Rồng Trôm nên họ tưởng con ở Rồng Trôm. Có người hỏi con ở khúc nào, con nói đại là gần sân banh, vì con nghĩ huyện nào mà chẳng có sân banh. Họ tin lút cán. Thôi bây giờ lớn rồi, tính sao được thì tính, dáng giữ mình. Chừng nào muốn gặp mẹ mày, làm ơn nhuộm lại cái đầu cho đen, lột đôi bông ra giùm tao cái đã. Bà mà thấy vậy chắc bà chết khiếp à. Dạ, mai ba đi ngang qua đây, điện thoại cho con đưa vàng cho ba về trả cho anh Sinh đi. Nhớ nói trúng số nhen. Xong rồi, ba đi dọ coi căn nhà nào vừa với túi tiền mà mua. Mua nhưng khoan dọn về nhen ba, chờ một thời gian nữa đã. Và ba cũng nhớ đừng liên hệ với con thường, khi nào cần gặp thì con sẽ điện cho ba. Sau này có thêm tiền, ba mẹ muốn về quê mua đất cất nhà, buôn bán gì đó thì làm. Dáng nuôi thằng Quân ăn học, nữa nó lên đây cũng có chỗ ở. Chia tay Trung, Bạt bần thần trong người, lớp mừng lớp lo. Mừng là vì thằng nhỏ bây giờ bản lĩnh ngoài dự đoán của hắn. Mừng vì có số tiền của nó thì vợ chồng hắn từ nay khỏi phải lo cái ăn cái mặc. Lo vì sợ nó bị đám nhâm lý dụ dỗ bán ma túy, là coi như tính mạng bị đe dọa bất cứ lúc nào. Dù Trung không nói ra nhưng Bạt cũng biết nó đang dính vào một đường dây mua bán nguy hiểm chết người. Nhưng làm cách nào để thoát ra? Hắn tin là Trung đủ sức đối phó với vấn đề này, mà quên rằng thằng bé chỉ mới 20 tuổi đầu, chỉ là quân cờ trong tay bọn người nham hiểm mà thôi. Hôm sau y hẹn, Trung đưa cho Bạt 50 lượng vàng SGC được gói cẩn thận trong bọc một túi mủ ni lông. Bạt sướng tê cầm vàng trên tay, không đắn đo ngần ngại xem nguồn gốc từ đâu mà có. Hắn vào tiệm vàng bán 5 lượng rồi chạy loanh quanh ăn uống no say. Chờ đến giờ sổ số một lát mới cắm đầu chạy về nhà. Hắn dựng xe nhanh chóng và quăng sấp tiền trước mặt Lành, đóng cho trọn vở kịch mà Trung giản dựng. Tiền nè bà, đi mua vàng trả lại cho thằng Sinh đi. Lành ngơ ngác nhìn sấp tiền dày cộ. Ở đâu mà nhiều vậy ông? Tôi trúng số đó. Ẩu, trúng bao nhiêu? 1 tờ 5 triệu, 5 tờ, trừ tiền thuế 10% còn nhiêu đó. Mua một lần 5 tờ vé số luôn. Rồi sao ha? Miễn trúng là được rồi. Lâu này Lành không giữ tiền buôn bán của Bạt. Tới tháng hắn đưa chị một khoản đủ để chi phí tiền nhà cửa, điện nước, gạo muối.
còn đồ ăn tự chị bán bọc xốp mà mua. Lành chỉ thấy Bạt đều đặn đi bán mỗi ngày, chứ cũng không biết anh ta lời lỗ bao nhiêu. Nay được số tiền lớn như vậy, chị hoàn toàn tin rằng anh ta trúng số nên không hoạnh hoẹ hỏi han gì thêm. Trong khi Lành tất tả đi mua 3 lượng vàng về để trả sinh, thì bà tìm chỗ giấu biệt 45 cây còn lại. Sau khi đã trả sinh khoản nợ đó rồi, thái độ của bà đối với Sinh cũng không còn mặn nồng như trước. Mỗi khi gặp Sinh ở xưởng cà phê, hắn cũng không thèm lăng xăng chào hỏi anh như lúc xưa. Chỉ có Lành thỉnh thoảng kêu hắn rủ Sinh tới chơi thì hắn gạt ngang. Mình với nó cũng không còn nợ nần gì nữa, quan hệ chi cho mắc công. Lành bất bình, hết nợ rồi, nhưng dù sao mình cũng đã mang ơn người ta. Ông cứ suy nghĩ như vậy, hèn gì không có bạn bè gì hết. Thôi mệt nhen, ba muốn thì khi nào không có tôi ở nhà kêu nó lại, còn tôi làm biếng tiếc nó lắm. Ông đừng ỉ có mấy đồng bạc rồi phủi hết ơn nghĩa với người ta. Chuyện ngày mai hôm nay không biết trước được đâu. Lành nhắm khuyên nhủ hắn không được nên cũng làm thinh. Chị mua 1 lượng vàng cất, còn bao nhiêu đưa hết cho Bạt để hắn làm vốn mua hàng dự trữ. Trung thực hiện đúng lời hứa, mướn cho Bạt 1 căn nhà kho. Mỗi ngày Bạt chất đầy trà, cà phê vào 2 giỏ lớn đem đi bán. Bán bằng giá xuất xưởng nên rất đắt hàng, còn bao nhiêu hắn đem về kho chứa hết. Chiều lại, hắn đến xưởng lấy đầy 2 giỏ đem về nhà. Cứ như vậy, ai cũng khen hắn giỏi, có duyên mua bán vì ngày nào cũng hết 2 giỏ đầy. Cứ vài 3 ngày, Trung đưa cho Bạt 1 số tiền. Bạt cũng ý thức được rằng mình làm như vậy là tiếp tay con rửa những đồng tiền không trong sạch mà nó có từ nguồn thu bí ẩn. Nhưng tiền bạc làm hắn chóa mắt và tin tưởng Trung sẽ đủ bản lĩnh để đối phó dù gặp bất kỳ trở ngại nào. Bạt bắt đầu hưởng thụ cuộc sống, trà ngon, cà phê đặc biệt, ăn uống sang chảnh, buôn bán không cần lời vẫn có tiền phung phí. Kho chứa của hắn ngày càng nhiều hàng thì tiền bạc của hắn cũng ngày càng đẩy lên. Hắn bắt đầu dò ngó giá cả nhà đất ở Sài Gòn. Phần Lành chị ngưỡng mộ tài mua bán của chồng. Lúc này mỗi ngày Bạt đều đưa cho chị 200.000 tiền lời. Lành tích lũy đủ chỉ vàng, bèn vội vã đi mua. Chị hoàn toàn không hề nghĩ tới chồng mình đang tiếp tay đẩy con ruột vào đầm lầy không thể rút chân ra. Có tiền rồi, Bạt không hàng ngày ra chợ lớn lấy bọc xốp về cho vợ bán lẻ nữa, mà kêu hẳn một xe tải nhỏ 1.000 kg đủ loại về chứa trong nhà, mỗi bao là 25 kg. Lành phân ra từng ký bỏ vào túi ni lông gọn gàng. Chị quan hệ quản lý chợ thuê được 1 cái sạp ngoài chợ, sau đó lấy thêm túi mủ ni lông, túi kiếng về bỏ thêm. Ban đầu bán cũng chậm, sau dần dà có mối quen cũng đủ chi phí trong nhà. Lành hài lòng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Chị dự định niên học tới sẽ đem Quân lên cho nó tiếp tục đi học, vì bây giờ kinh tế cũng coi như được ổn định. Trong lòng chị chỉ có một day dứt duy nhất là sự Bạt vô âm tín của Trung. Bạt cũng mua được miếng đất ở ngoại ô với giá 40 lượng vàng, diện tích 280 m². Ngày hắn dắt vợ đi làm giấy tờ đất, Lành chỉ biết há hốc miệng ra mà ngạc nhiên và vui mừng. Chị cứ ngỡ đồng tiền mua đất này là do Bạt đã buôn bán cực khổ dành dụm được nên có vẻ trân trọng hắn hơn trước, càng làm cho hắn ta dương dương tự đắc. Trung vẫn thường xuyên tăng cường tiền bạc cho cha, hắn cất giữ đó để dành xây nhà. Bạt càng ngày càng sa đà vào sự lười biếng, hắn ít khi đi bỏ hàng. Lành ra chợ rồi hắn nằm nhà ăn ngủ, hoặc nó đi bán cũng xách xe chạy vòng vòng, đem hàng vào kho dẹp rồi kiếm nhà hàng nào tấp vô ăn uống thỏa thuê. Nếu như có đi thì cũng bỏ với giá rẻ mạt hơn giá xuất xưởng. Thỉnh thoảng hắn vào kho đốt 1 số trà cà phê rồi cho vào nhiều túi xốp đen bỏ đi quăng vào những thùng rác lề đường, bởi vì hắn sợ có ngày nào đó Trung đến tham quan kho mà thấy hàng tồn nhiều quá sẽ nhận ra hắn đang ngồi mát ăn bát vàng, cho nên trong kho cũng chỉ có 1 số hàng tượng trưng. Rồi một ngày Trung đòi về thăm mẹ, cha con thống nhất với nhau dàn dựng một vở kịch để diễn cho Lành xem. Đầu tiên Trung nhuộm loại tóc cho đen nhánh, lột đôi bông tai ra, mặc bộ đồ đơn giản bình thường như một thiếu niên mới lớn. Trung hẹn Bạt rồi chạy xe theo sau đến gần khu vực nhà thì tìm chỗ gửi xe để Bạt trở về gặp mẹ. Hôm đó là sáng chủ nhật, Bạt điện thoại về cho vợ. Lúc này Lành cũng có điện thoại di động riêng rồi, kêu nghỉ bán đóng cửa sạp mua đồ ăn về nhà đón khách quý.
Lành thở ơ với vị khách quý của bạn vì chị biết hắn chưa từng coi trọng ai nếu như không đem đến cho hắn lợi ích. Nhưng vì là lệnh của chồng nên chị cũng về nhà chuẩn bị bữa cơm. Bạn để Trung vào nhà trước, tạo cho Lành sự bất ngờ. Lành sững sờ nhìn Trung, đứa con trai mà chị đêm thương ngày nhớ bỗng xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt mình. Chị buông rổ rau cải trên tay và ôm chầm lấy nó nghẹn ngào. Trời ơi con tôi, bao lâu nay con ở đâu? Mẹ nhớ con mà không biết làm sao tìm. Trung đưa hai tay ôm choàng lấy mẹ. Tình cảm của nó đối với mẹ nó lớn hơn gấp ngàn lần đối với ba, vì nó đã từng sống và chứng kiến mẹ mình cơ cực như thế nào, che chở nó như thế nào. Nhìn mẹ khóc như mưa bấc, Trung cũng không cầm được nước mắt. Nó xảo trá lưu manh là vậy, lăn lóc bon chen không sợ trời sợ đất là vậy, mà đứng trước mặt mẹ lại cảm thấy nhỏ bé vụng về. Trung bần thần chưa biết phải nói gì với mẹ thì bạn bước vào. Lành vui mừng gạt nước mắt nhìn chồng. Ông nói khách quý là thằng Trung đây hả? Ừ. Trời, tìm được con thì nói cho tôi mừng. Mày đặt khách này khách kia, nếu ông nói sớm thì tôi sẽ làm vài món nó thích ăn rồi. Mắc mệt hồn, gặp được nó rồi thì sẽ gặp hoài, chứ bộ một lần thôi sao mà bà lo quá. Lành buông Trung ra cười tươi tắn. Cũng phải, mà bấy lâu nay con làm gì ở đâu, sao không về nhà? Con đi theo hai bà Nhâm Lý vô Sài Gòn, thiệt tình cũng muốn trụ chỗ này, nhưng coi mỏi, hai bà đó làm ăn không chân chính nên con bỏ họ. Con cũng có ý định về quê, nhưng ba mẹ đi hết rồi, con ở với ai? Ở với nội thì thế nào cũng bị nội la, tại sao lại bỏ bà Tám, nên con cứ đắn đo hoài. Sau đó con xin vào làm công nhân ở khu chế xuất Linh Trung. Làm công nhân rồi thì không có thời gian đi lung tung nữa. Thiệt tình, rồi làm sao con gặp ba? Chủ nhật tuần trước con đi ăn cơm thì gặp ba, cũng ăn cơm chung quán. Ba chửi thiếu điều muốn đánh con ngoài đường, con nói để tuần này đến thăm mẹ. Lành liếc ngang bạn, vậy mà ông về cũng không nói lại với tôi. Nói rồi lỡ như nó không tới lại bị bà dãy chết nữa. Trung vuốt ve mẹ. Thôi, mẹ bỏ qua hết cho con đi, đừng có hỏi chuyện cũ nữa. Con là con trai mà có hư hỏng gì đâu mẹ sợ. Từ nay thỉnh thoảng con lại thăm ba mẹ là được rồi. Thỉnh thoảng gì? Dọn về đây ở luôn đi, khỏi làm công nhân công nhiếc gì hết. Ở nhà phụ mẹ đi giao hàng cũng kiếm được ngày ba bữa cơm. Trung cười khà khà. Mẹ nói chơi không? Giờ con có công ăn chuyện làm ổn định vậy, bỏ uổng lắm. Mà con ở tuốt Thủ Đức, mỗi ngày đi làm xong chạy về nhà, tiền xăng cũng hết, chưa nói không có thời gian đi về. Lành ngó sang bạn đang ngồi nhổ dâu tư lự cạnh bên. Ông tính sao ông? Bạn đứng dậy đi lại phía bếp, tính gì nữa? Tôi nói với nó rồi, nhưng nó thích làm công nhân thì cứ để nó làm công nhân. Lớn rồi tự quyết định cuộc đời mình, chứ ba mẹ đâu có sống hoài mà lo cho nó được. Trung nói thêm vô. Với lại phòng trọ con cũng thuê rồi, gần chỗ đó con cũng tiện đi làm lắm. Mẹ để con tự do vài năm kiếm cục bạc rồi trở về báo hiếu nhen. Trung cười ma mãnh và Lành cũng cười. Mẹ không cần con báo hiếu gì hết, miễn là con sống đàng hoàng, yên bình là mẹ vui rồi. Niên học này mẹ định đem thằng Quân lên đây học để cho gia đình mình sum họp. Tốt quá mẹ, cứ vậy đi. Mỗi tháng con về 2 lần, cứ lãnh lương xong là con về liền. Tiền ăn học của thằng Quân mẹ để con lo. Thôi, con cứ cất để dành sau này cưới vợ. Bà mẹ lúc này làm ăn cũng được, cũng có để dành một mớ. Trung móc bóp ra một sấp tiền đưa cho Lành. Tiền này con dành dụm lâu nay, mẹ giữ đi. Mẹ không giữ đâu, con bận cực khổ giữ trong mình cho ham. Con đâu có bỏ kẻ kẻ trong mình được mẹ. Coi như con gửi mẹ vậy, mẹ mua vàng cất giúp con. Trong thẻ ATM con lúc nào cũng có một số đủ chi xài rồi. Ừ, thì mẹ giữ cho con để sau này cưới vợ. Chiều nay con chở mẹ lại phòng trọ của con, coi có thiếu đủ gì mẹ sắm sửa cho. Trung hết hồn. Thôi mẹ ơi, đi chi cho cực vậy, để con tới lui được rồi. Ủa, lãng hả? Mẹ tới phòng trọ thăm con rồi sao ha? Có sao đâu, nhưng để chủ nhật tuần sau đi mẹ. Chỗ con ở bầy hầy lắm, chờ con dọn dẹp cái đã. Tuần sau bà điện cho con, rồi chở mẹ lên chơi. Trung đột ngột dặn, điện thoại cho con, khi nào có gì thì con điện. Bình thường bà mẹ đừng có điện nhen.
Con đi làm công ty không cho nghe điện thoại, có gì bị đuổi việc xấu hổ lắm à? Lành cười âu yếm nhìn đứa con trai, có biết bao nhiêu điều muốn hỏi nó, nhưng chị không vội, vì sợ gây khó thì nó ngại không dám tới lui gia đình. Chị vui mừng khi biết nó có cuộc sống ổn định và việc làm lương thiện. Ừ, thì cứ vậy đi, cứ để nó làm công nhân trong khoảng thời gian mới lớn, để có bạn bè đồng nghiệp. Coi bộ nó cũng hài lòng với công việc của mình, là chị yên tâm. Trong lúc vừa làm cơm, chị vừa hỏi Trung, có để ý đứa nào chưa con? Trung cười kha kha, có mẹ. Vậy hả, tới đâu rồi? Con mới để ý người ta hả mẹ ơi? Chủ nhật tuần sau mẹ lên, chỉ cô đó cho mẹ dòm cái nhen. Trung liếc qua bạn, bạn quay mặt đi. Được rồi, nhưng mẹ đừng có hỏi gì người ta nhen. Đừng có ham dâu mà làm dùm con bỏ chỗ đó đi à. Mày làm như tao khủng. Ba người họ ăn cơm cười nói vui vẻ. Lành vui thật sự vì gặp lại con. Bạt vui vì từ nay muốn gặp Trung không còn thậm thò thậm thụt nữa. Trung vui vì cũng đã lâu rồi chưa được ăn cơm chung với ba mẹ mình. Trong bữa cơm, Lành cứ chăm bẩm nhìn Trung hoài. Bất ngờ chị nói với chồng, hay mình dọn lên ở gần đó đi ông. Bạt giật mình, bậy bạ, phòng nó mướn nhỏ xíu, sao ở đủ? Vì lại bà còn cái sạp ở đây đang buôn bán ngon lành, tính chuyển đi đâu? Con cái lớn rồi, nó phải có không gian riêng của nó, mình đừng can thiệp quá sâu vào. Nhưng tôi chỉ muốn ở gần con tôi thôi. Bà bây giờ mua bán ổn định, nó cũng có việc làm đàng hoàng, vậy là mừng rồi. Còn mình thì trước sau cũng là con mình, chạy đi đâu mà lo. Bạt đưa Trung ra chỗ gửi xe, cha con vào quán nước bàn tiếp kế hoạch đối phó Lành. Trung nói, thật ra con có thuê một phòng trọ trên Thủ Đức bà, thuê rồi đóng cửa bỏ đó, thỉnh thoảng chạy về nghỉ ngơi trốn con vợ ôn thần, nên có chỗ đón mẹ. Chỗ này hoàn toàn bí mật với mấy người họ đó bà. Vậy tốt quá rồi, chứ mẹ mày mà biết mày làm ăn kiểu vậy, chắc bà lôi đầu mày về quê quá. Coi kiếm đủ tiền rồi rút lui mày ơi, tao cũng hồi hộp quá. Bây giờ thì chưa được, chờ thời gian nữa. Sợ tụi nó bị bể ổ rồi, khai ra tùm lum, dính líu tới thì phiền phức lắm. Bà biết con buôn bán gì sao mà sợ dính líu? Nghe kiểu đó là tao biết chúng nó làm ăn phi pháp rồi, không bán gì kè, tao thua mày. Thì bà cứ coi như không hay biết gì đi. Sai tiền của mày mà không hay biết sao được mày. Lỡ có chuyện gì, mẹ mày dám giết tao lắm chứ chẳng chơi. Nhưng ngừng được thì ngừng đi con ơi. Chuyện đó nói sao đi bà, con có phòng trọ rồi, ba trả căn nhà kho lại cho người ta đi, đem hàng về chỗ đó cất, con cũng không ở thường xuyên, mướn hai ba chỗ lãng phí. Không được đâu, mẹ mày hay lui tới lộ chuyện hết, tiền nhà kho để bà tự trả, chắc cũng phải mướn một phòng trọ khác để dành chứa hàng, chứ nhà kho lớn vậy, mình cũng đâu có bao nhiêu đồ đâu mà chứa. Bạt nói vậy vì hắn sợ trả nhà kho mà đem trả cà phê về phòng trọ của Trung sẽ nhanh chóng lòi lưng sự biếng nhác của hắn. Và chỗ đó tùm húng như vậy, làm sao hắn có thể đốt bỏ bớt hàng bởi lo Trung phát hiện ra. Trung chưa từng nói với ai về chỗ gần khu chế xuất Linh Trung, từ lâu nó có thuê một phòng trọ. Và tại đây, thằng con trai 20 tuổi đã bắt đầu biết tình yêu là gì. Và tình yêu tinh khiết ở đứa con gái quê mùa trơn chất đó sau này lại là khắc tinh của bạn khi hắn trở thành một kẻ tán tận lương tâm. Khi gặp lại con trai, Lành vui mừng hớn hở. Chị cảm thấy mình có động lực sống khi gia đình bốn người, ngoại trừ thằng Quân đang học lớp 11 mà sắp tới chị sẽ đem nó lên tiếp tục học 12, thì ba người còn lại đều có việc làm ổn định và tự nuôi bản thân. Mục tiêu của vợ chồng chị bây giờ là kiếm tiền cất nhà trên mảnh đất đã mua để còn lo cưới vợ cho chồng nữa. Hình dung ra căn nhà đầy đủ tiện nghi và gia đình sum họp, Lành cảm thấy vui nức lòng. Chị ngưỡng mộ chồng, ngưỡng mộ khả năng buôn bán của bạn. Hễ thấy hắn xách xe đi là chắc chắn sẽ hết hàng. Bạn làm ra tiền một cách dễ dàng và chị cứ việc dành dụm rồi đi mua vàng, đến độ chủ tiệm vàng nhẵn mặt. Thỉnh thoảng chị cũng mua ở tiệm khác vì sợ người ta đồn đãi. Trung từ ngày đến thăm mẹ về, trong lòng lại có chút lưỡng lự khi tiếp tục sống với đám người mà nó ngày đêm tiếp xúc. Trung không nhuộm lại tóc vàng, cũng không đeo bông. Nó biết rõ mình đang làm gì và sẽ nhận hậu quả ra sao nếu như hành tung bị bại lộ. Báo đài cứ ra giả nói về tội phạm và hình phạt cho những kẻ buôn bán hàng trắng, đâu phải nó không biết. Ban đầu
Trung chỉ nghĩ đơn giản là mình đi giao hàng cho họ thôi. Bên trong là những gì nó không cần chú ý tới, để nếu như bị bắt quả tang thì sẽ ngây thơ mà chối phăng, coi như mình là nạn nhân của họ. Nó sẽ thông qua đó kiếm một số tiền, và khi cảm thấy đủ rồi thì sẽ tìm cách tố cáo bọn họ. Trước đây Trung có tiền nhưng không có chỗ cất giấu, bây giờ thì có bà nó rồi, nó yên tâm hơn. Bởi khi khám xét chỗ ở sẽ không tìm được tiền bạc gì, mà nói cho cùng nếu như nó có sa vào tù tội thì với số tiền đó bà mẹ và em nó cũng có thể sống thoải mái về sau. Nhưng Trung lại lo sốt vó khi mẹ nó đòi xem mắt con bồ của nó. Nó nhớ tới con vợ hở Thiên Trang là cháu chít gì đó của con mẹ Nhâm, hư hỏng đầu từ hồi 15-16 tuổi, mụ Nhâm cứ gán ép cho nó. Ban đầu nó ngu khờ, thấy gái đẹp thì khoái nên về sống chung với ả như vợ chồng. Ở hơn 2 tháng, ả lòi ra bản chất xấu xa đê tiện, làm nó căm ghét không muốn đứng gần. Thiên Trang cùng tuổi với Trung nhưng giả dặn và cáo. Nhà hàng, khách sạn hai mụ Nhâm Lý mở ra để quản lý cho có hình thức, chủ yếu là nơi giao dịch mua bán ma túy. Nó ỷ mình là người nhà của bà ta nên lúc nào cũng làm ra vẻ sang chảnh, chê Trung là dân nhà quê, coi nó như tấm bình phong để đi mưa về gió với các đại gia khác. Ừ, thì ả cũng đẹp vì lúc nào cũng phấn son lòe loẹt. Hiếm khi Trung nhìn được khuôn mặt mộc của ả. Ban đầu, Trung cũng muốn chứng tỏ mình là dân biết chơi nên đi nhuộm tóc, xỏ lỗ tai, đeo bông như những tay choi choi bấy giờ, để ả không còn chê nó cù lần này cù lần nọ. Câu cửa miệng của ả là: "Tôi mà bỏ anh là có khối thằng bu theo." Trời, sao mà nó ghét con quỷ cái này đến vậy không biết. Ghét tới không muốn dở mặt mà vẫn phải ở chung nhà và đưa đón ả đi làm mỗi ngày, nghĩ có oan uổng không. Nhưng từ khi gặp mẹ, Trung bắt đầu có suy nghĩ khác. Nhất là khi mướn xong căn nhà trọ ở khu công nhân thì nó lại muốn có một cô vợ công nhân, tính tình hiền lành, đơn giản, để sau khi nó rửa tay gác kiếm sẽ cùng nhau gầy dựng một gia đình hạnh phúc. Cứ nghĩ đến mẹ nó nhìn thấy Thiên Trang sẽ chết khiếp, và chắc chắn con quỷ cái đó sẽ coi khinh ba mẹ nó, là nó muốn tránh thật xa cái đám đó. Trung chỉ muốn ba mẹ mình gặp Lan thôi. Lan mới chính thực là người mà Trung thích. Thích và sự kính trọng đi đôi, nên đối với Trung, Lan vừa xa vời vừa gần gũi. Bởi vậy Trung không nhuộm lại tóc vàng, cũng không thèm đeo bông, mà mặc lại những bộ đồ đứng đắn, chẳng hoa hòe hoa sói như trước. Sự thay đổi của nó không lọt qua khỏi mắt của Thiên Trang. À nhìn Trung từ đầu đến chân hất hàm hỏi: "Ê, anh để y vậy thì đừng đi chung với tôi, xấu mặt lắm." "Sợ xấu thì đừng có đi chung." "Bộ tôi ham đi chung với anh lắm sao? Tại bà Nhâm ép chứ tôi chán cái bộ mặt của anh tới cổ rồi, lầm lầm lì lì." "Bản chất của tôi sao thì tôi để vậy thôi. Dẹp mẹ cái bản chất của anh đi, đồ nhà quê, muốn tôi bỏ anh không thì cô cứ tự nhiên, chứ sống cảnh vợ tạm chồng hở vậy tôi cũng chán lắm rồi." "Chứ anh muốn sao? Muốn cưới tôi làm vợ hợp pháp hả? Mơ đi cưng, buồn cười. Tôi mà gắn bó cuộc đời với anh, thà tôi tự tử chết còn sướng hơn."